Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video, phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Màn hình điện thoại được bật sáng, đồng hồ hiển thị bây giờ là 5 giờ sáng, váy và giày lung tung trên mặt đất. Mình đang ở đâu? Một cô gái da trắng môi hồng, những ngón tay dài thon mảnh chạm nhẹ vào những dấu vết tối qua, vẫn còn đang ngơ ngác nhìn những gì đang hiện ra trước mắt chính là Hạ Phi, cơ thể nhức mỏi đầu óc quay cuồng, cô vẫn còn mông lung hiện thực chợt nhận ra tờ giấy đăng ký kết hôn màu mực vẫn còn mới thấm in hẳn lên trên tờ giấy cô cầm lên mân mê trên tay đôi mắt trống rỗng nhìn vào nó mà vô thức siết chặt chăn trên người đôi mắt đã chuyển sang dáng vẻ vô lực có chút thoáng đau lòng thì ra không phải là mơ hạ phi nhớ lại những kỷ niệm đã qua năm ý bức ảnh đi dạo trên biển dáng vẻ một chàng trai ấm áp đi phía trước chắn gió biển rực rỡ như ánh nắng bình minh nụ cười ấm áp đi dạo với mình khi ấy hạ phi vô cùng hạnh phúc tôi tưởng tôi có một mối tình hoàn hảo khiến ai nấy cũng đều ngưỡng mộ nhưng không ngờ tất cả ngọt ngào đều chỉ là một màn biểu diễn giả dối qua khai cửa ngày hôm ấy ánh sáng từ khai cửa phản chiếu hạ phi thật không ngờ trước mắt hình là hình ảnh của cầu nam nữ phản bội mình chị gái và hôn phu hèn hạ hạ noãn chẳng tay qua cổ mộ thiếu phong khuôn mặt ửng đỏ đôi mắt hoa anh đào cùng giọng nói mê hoặc nhẹ chút anh không sợ em gái em phát hiện sao mộ thiếu phong cười khẩy cô ta phát hiện thì sao chứ để cô ta gả cho tên thất thiếu gia tàn tật của mộ ra luôn hạ phi như chết lặng thật không ngờ tình cảm từng ấy năm lại bị phản bội như vậy hạ phi không khóc chỉ lặng lặng bỏ đi trái tim như đã chết một nửa lại còn bị chính chị gái của mình đâm sau lưng Đồ khốn, tôi sẽ không để anh được như ý đâu." Trong mắt của Hạ Phi lúc này chỉ toàn quyết tâm trả thù, đã động thì phải chạm. Mình phải mau chóng tìm ra người sẽ kết hôn với mình thì mới phá được âm mưu này. Hạ Phi nhanh chóng gõ chữ đăng lên bài đăng mới, bán thân này, mệt mỏi quá rồi, chỉ cần đồng ý, 9 tệ chín xu là có thể giúp một cô vợ về nhà, ha. À, Hạ Phi tự giễu bản thân mình, bản thân hết mình vì hắn vậy mà bị phản bội. Đang trong lúc thất thần tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Chúc bạn phát tài, vạn sự thành công, một người lạ trực tiếp gửi hồng bao đến. Tôi mua nhưng cô nhất định phải tuân thủ nghĩa vụ vợ chồng, làm vợ chồng thật tốt với tôi, anh ta còn đính kèm thêm vị trí phòng khách sạn nữa." Hạ Phi cười thầm, chỉ cần một tối thôi, mình có thể thoát khỏi vị thiếu gia tàn tật của mộ gia. Nhẹ nhàng gõ vào nhắn tin, "Được." Hạ Phi nhanh chóng bắt chiếc xe taxi đang đậu bên vệ đường đến khách sạn chỉ định. Trong phòng lúc này, một người đàn ông tóc còn ướt vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn đang phảng phất mùi xà phòng, mái tóc rối bời, đôi mắt màu xanh nước biển, anh ta nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Hạ Phi cười dịu dàng. Đặng Đế Tư từ từ tiến lại gần, hạ phi không tự chủ được mà run người lầy bẩy đặng đế tư nhẹ nhàng an ủi không được tránh rồi trao cho hạ phi một cái hôn sâu hai người cứ như vậy mà trải qua niềm vui hoan lạc hồng trần sáng ngày hôm sau hạ phi vừa nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn mà không tự chủ nhớ lại khung cảnh tối qua mà đỏ bừng mặt mặc dù không biết anh ta là ai nhưng lần đầu cho người đàn ông đẹp trai thế này cũng đáng cơ mà người này cũng giỏi thật không đến cục dân chính chỉ dùng một tấm ảnh ghép mà cũng lấy được giấy chứng nhận kết hôn về sau một hồi nhớ lại khung cảnh tối qua còn ngượng ngùng hạ phi vỗ vào mặt vài cái lấy lại tinh thần hạ phi nhanh chóng tỉnh táo lại mặc quần áo bước chân ra khỏi khách sạn cuối cùng cũng có thể thoải mái về nhà bắt gian rồi hạ phi bắt một chiếc xe bên cạnh đến thẳng chỗ của mộ thiếu phong cửa phòng tối qua vẫn vậy vẫn còn ánh sáng đèn chiếu qua cầu nam nữ đang cho đùa nhau vang ra cả hành lang chính anh thơm thêm một cái nữa thôi hạ noãn cười yểu điệu đồ đáng ghét đừng mà hạ phi thật không quá bất ngờ đôi cầu nam nữ này còn mặt dày vô độ ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy thở dài một hơi rồi đạp sầm cửa một cái hạ phi hùng hổ bước vào chế diễu hai người còn chưa thân mật xong sao mộ thiếu phong cùng hạ noãn giật mình nhìn sang khuôn mặt trở nên cúng nở mộ thiếu phong ấp ứng phi phi chẳng phải tối nay em mới về sao hạ noãn dán chặt người áp sát vào mộ thiếu phong tỏ vẻ đáng thương hạ phi trả thèm nhìn à ta lạnh nhạt nói thì sao trách tôi à tôi muốn tạo bất ngờ cho hai người ai ngờ hai người lại làm tôi giật mình hạ noãn nước mắt chảy dài nghẹn giọng cầu xin phi phi đều là lỗi của chị là chị quá yêu thiếu phong em tha thứ cho thiếu phong đi nếu em không tha thứ cho anh ấy chị chị sẽ quỳ ở đây đến bao giờ em tha thứ mới thôi hạ noãn quỳ xuống tỏ vẻ yếu đuối hạ phi chán ngán dáng vẻ giả bộ của cô ta mà bật cười chị gái à chị có thành ý thật đấy nhưng cả đời tôi cũng không tha thứ cho anh ta đâu chị cứ quỳ cả đời đi hạ noãn biết bị nhìn thấu liền tối sầm mặt lại hạ phi em mộ thiếu phong nghiến chặt răng binh vực hạ noãn em đứng dậy đi để anh giải thích với phi phi hạ noãn nước mắt ngắn nước mắt dài giả bộ như cành liễu dưới mưa nghẹn ngào nói phong anh về bên em ấy đi em chỉ cần một vị trí nho nhỏ âm thầm yêu anh thôi là đã thấy mãn nguyện lắm rồi Hạ Phi ngán ngẩm trước những lời nói giả tạo của cô ta không nhịn nổi mà cười chế diễu. sao phải nói nghe tội nghiệp vậy chứ? Chị thích thì cứ giữ lại mà dùng, rồi nhìn sang cầu nam nhân dõng dạc tuyên bố, Mộ Thiếu Phong, chúng ta chia tay. Mộ Thiếu Phong lần đầu bị đá liền tổn thương lòng tự trọng ảo tưởng của bản thân mặt mày bỗng biến sắc mà ngụy biện, Phi Phi, anh biết, chuyện này là một đả kích lớn đối với em, anh đã nghĩ ra một cách bù đắp cho em rồi. Hạ Phi lười quan tâm đến hắn ta mà bước tới tủ quần áo, nhanh chóng dọn quần áo của mình bỏ vào vali mà chế giễu hắn, đã được tên khốn thì vui còn không kịp ấy chứ, hai người cứ tiếp tục tôi lấy hành lý rồi đi luôn mộ thiếu phong đứng dậy níu kéo nghe anh nói anh có thể bù đắp cho em hạ phi tức giận gạt tay mộ thiếu phong ra mà mắng chửi mộ thiếu phong lương tâm của anh bị chó gặm rồi hả anh ngoại tình thì đã đành còn muốn tôi gả cho một tên tàn tật anh nói là bù đắp cho tôi hạ phi xả toàn bộ tức giận từ trong lòng ra lườm mộ thiếu phong mà dõng dạc thông báo tôi khuyên anh cứ để chị tôi ngoan ngoãn gả cho anh ta đi vì tôi kết hôn rồi hạ phi lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong túi bỏ vứt xuống giường trước ánh mắt kinh ngạc của đôi cầu nam nữ cái gì mộ thiếu phong nghiến chặt răng cầm giấy kết hôn của hạ phi lên mà nắm chặt em kết hôn với ai hạ phi đã thu dọn xong đồ đạc lười quan tâm đến anh ta liền một bước đi thẳng lướt qua người mộ thiếu phong tiện tay lấy giấy đăng ký kết hôn đi luôn không liên quan đến anh em mộ thiếu phong đang chuẩn bị nói tiếp thì hạ nõn kéo tay tỏ vẻ ấm ức nhìn mộ thiếu phong phong làm sao đây em chỉ yêu anh thôi ngoài anh ra em không muốn gả cho ai hết hạ phi bước đến cửa nghe thấy vậy liền cười khẩy ồ đúng rồi anh ngoại tình với vị hôn thê của thất thiếu gia mộ gia anh ta biết không nghe nói tính tình anh ta không tốt lắm nhỉ hạ phi thấy dáng vẻ sợ hãi đến mất hồn của mộ thiếu phong mà bước đi trong chiến thắng đầu không ngoảnh lại nào ngờ mộ thiếu phong tiểu nhân đánh ngất hạ phi mộ thiếu phong vươn tay ra kiểm tra hạ phi mơ màng dần ngất đi mộ thiếu phong mặt nổi gân xanh nhìn hạ phi không chớp mắt muốn đi không có cửa đâu hơi thở của hạ phi vẫn còn mộ thiếu phong quay sang nhìn hạ noãn cô ta ngất rồi em đi tìm dây thường đi hạ noãn ấp úng nói nhưng hạ phi kết hôn rồi không gả cho chú anh được đâu thôi để em vậy em không muốn vì chuyện mà liên lụy đến anh mộ thiếu phong lắc đầu anh sẽ tìm người đến cục dân chính xóa tin tức kết hôn của hạ phi vợ của anh chỉ có thể là em mộ thiếu phong mặc áo chỉnh tề rồi bế hạ phi lên và quay sang hạ noãn trấn an đừng lo tên tàn tật đó không làm gì được hạ phi đâu hạ noãn nũng nịu vậy thì tốt quá rồi em tin em ấy lương thiện như thế sẽ không hận chúng ta đâu mộ thiếu phong nói tiếp anh đưa cô ta đến mộ ra em ở đây đợi anh ừm em đợi anh mộ thiếu phong bế hạ phi xuống tầng hầm lấy xe lúc này hạ noãn vừa đóng cửa lại liền lộ ra bản chất thật xem ra mình nghĩ nhiều rồi còn tưởng mộ thiếu phong vẫn còn tình cảm với hạ phi chứ nhưng mà thất mộ thiếu gia không làm gì được hạ phi nhưng mình thì có mà hạ noãn cắn chặt môi nhìn ra cửa sổ toan tính trong đầu hạ phi mơ mơ màng màng dần tỉnh dậy lấy tay xoa xoa cổ đau quá còn chưa kịp định thần thì bỗng nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên dậy rồi à hạ phi giật mình khẽ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ một người đàn ông che mặt ngồi xe lăn trên người toát ra lạnh lùng ánh mắt chưa đầy sự nguy hiểm hạ phi hoảng loạn trượt tay mà ngã thẳng xuống đất ngơ ngác nhìn người đàn ông thầm nghĩ đây lẽ nào là mộ gia trong ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác người đàn ông tiến lại gần lạnh lùng nói cô sợ tôi hạ phi bật thẳng người dậy dõng dạc nói tôi không sợ vừa nói vừa đưa tay ra làm quen anh chính là cặp sừng trong truyền thuyết xin chào tôi tên hạ phi là con gái thứ hai của hạ gia người đàn ông cười khẩy khi nghe hạ phi nói về mình như vậy hãng giọng xuống giới thiệu chính thức với hạ phi tôi tên mộ ngự lâm không phải mộ trường hạ phi chẹp miệng lắc đầu nhìn mộ ngự lâm tay còn chỉ lên đầu mà nói không 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 ý tôi là anh có cặp sừng to thật đấy ý cô nói tôi là bị cắm sừng hạ phi nhanh mồm nhanh miệng mà an ủi anh không cần cảm thấy tự ti thật ra tôi cũng chẳng may mắn hơn anh đâu người vốn dĩ phải kết hôn với anh là hạ noãn nhưng vị hôn thê của anh cướp mất vị hôn thê của tôi còn đánh ngất tôi bắt tôi đi gả thay anh muốn báo thủ thì cứ đi tìm cô ta mà tính sổ mộ ngự lâm nhếch mép cười tôi tự ti ai cho cô cái gan mà dùng từ này với tôi hạ phi nghe thấy giọng điệu của anh ta mà thất kinh sợ hãi này người ấp úng đáp lại không phải cái đó ý của tôi là hạ noãn không xứng với anh hạ phi nhanh chóng bước ra cửa chuồn lẹ vừa đi vừa mỉm cười gượng gạo nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây." Mộ Ngự Lâm nhàn nhã nói, "Đứng lại, nếu vị hôn phu của cô làm tôi bị cắm sừng thì tôi cũng phải công bằng một chút." Cắm sừng lại hắn, Hạ Phi ngớ người tròn xoe mắt nhìn Mộ Ngự Lâm, phần dưới của anh bị liệt hết rồi, còn đòi cắm sừng anh ta, Mộ Ngự Lâm bị nói chúng tim đen liền tối sầm mặt, cả phòng dần rơi vào sự im lặng. Hạ Phi lời vừa nói ra liền bán đứng bản thân. Tiêu rồi, Mộ Ngự Lâm liền nắm chặt cánh tay của Hạ Phi kéo sát lại gần mình, hai khuôn mặt kề sát vào nhau khiến cho Hạ Phi lần đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Ngự Lâm mà ngẩn người mộ ngự lâm cảnh cáo nếu cô đã bị đưa đến cửa rồi thì cô phải làm vợ của tôi làm tròn nghĩa vụ của một người vợ nghe đến đây hạ phi sợ hãi vùng vẫy hết lên không được tôi kết hôn rồi có giấy mộ ngự lâm nghi hoặc giấy chứng nhận đâu hạ phi sợ hãi anh đưa tôi về nhà tôi lấy cho anh xem còn nữa tôi và chồng tôi đã quan hệ vợ chồng rồi hạ phi chưa kịp nói xong câu liền bị mộ ngự lâm kéo ngã lên đùi mộ ngự lâm cười cợt vậy cô có hài lòng với anh ta không hạ phi ngại ngùng câu hỏi vớ vẩn gì thế này hạ phi đỏ bừng mặt xấu hổ thì xấu hổ cứng miệng nói rất hài lòng anh ấy vừa cao vừa cường tráng thế nào anh còn muốn cưới tôi không mộ ngự lâm nhấc cầm hạ phi lên từ từ ghé sát nếu thế thì cô không đáng tiền nữa rồi hạ phi sợ hãi nhắm chặt mắt đúng anh nên cưới một người đáng tiền thì hơn mộ ngự lâm thở dài không cần có người giúp tôi thì càng tốt sau này cô có thể gọi anh ta đến nhà để tôi xem anh ta to lớn cường tráng đến mức nào hạ phi nhân cơ hội đứng thẳng dậy mà tròn xoe mắt nhìn mộ ngự lâm lắp bắp không thành lời anh anh điên rồi sao lúc nãy còn nói muốn trả thù vị hôn phu của tôi giờ lại đồng ý để tôi đi tìm người đàn ông khác mộ ngữ lâm trả thèm quan tâm hạ phi nữa liền tiến lại bàn trang điểm vừa nói vị hôn phu của cô cướp vị hôn thê của tôi tất nhiên tôi phải trả thù hắn giờ có người tình nguyện làm chuyện giúp tôi thì sao tôi lại từ chối chứ mộ ngữ lâm cầm chiếc váy được để sẵn trên bàn ném qua cho hạ phi lạnh lùng nói cho cô 10 phút lập tức đi tắm rửa thay đồ sau này trên người cô không được có mùi của tên đàn ông khác hạ phi giơ tay chụp chiếc váy nhưng trong đầu vẫn còn đang loay hoay đợi đã về mặt logic thì không sai nhưng sao mình cứ cảm thấy sai sai ở đây ấy nhỉ mộ Ngự lâm thấy hạ phi đang đứng ẩn to te liền lên tiếng nhắc nhở thế nào muốn tôi tắm cho cô à hạ phi đỏ bừng mặt chạy nhanh vào phòng tắm mà hét lớn tôi tự tắm hạ phi mở vòi nước nóng thư giãn cơ thể nghĩ lại mình còn tưởng chỉ cần kết hôn rồi thì sẽ không phải gả cho anh ta không ngờ anh ta lại một lòng muốn cưới mình về lúc nãy nhìn qua nơi này đều dùng khóa vân tay không có cách nào trốn ra được hạ phi quấn khăn tắm đi ra thay quần áo đúng lúc này mộ ngự lâm đẩy cửa đi vào thông báo hết 10 phút rồi ra ngoài mộ ngự lâm và cả hạ phi lúc này đứng hình mộ ngự lâm nhìn thấy dáng người mảnh khảnh bờ vai mình hạc xương mai cùng lọn tóc vẫn còn vương vài giọt nước mà thất thần hạ phi bình tĩnh nói anh ra ngoài đi mộ ngự lâm mặt dày cho đùa hạ phi lập tức chạy đến kéo khăn tắm của hạ phi ra khiến cho hạ phi không tin vào mắt mình mộ ngự lâm thả chiếc khăn tắm xuống mà tỏ vẻ ở đây cô là vợ của tôi bắt buộc phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của tôi hạ phi lửa giận phừng phừng liền với cái máy sấy bên cạnh đập thẳng vào người của mộ ngự lâm ai dè bị mộ ngự lâm túm chặt tay giữ lại muốn đánh tôi cô còn non lắm mộ ngự lâm từ từ gỡ chiếc máy sấy ra khỏi tay của hạ phi ngạo nghễ đi ra ngoài hôm nay tạm tha cho cô mau thay đồ đi hạ phi tức giận cắn chặt răng sững sờ anh ta chẳng phải bị tàn tật sao sao lại khỏe như vậy chứ 10 phút sau hạ phi trang điểm sơ qua khoác lên người bộ váy màu hồng mà mộ ngự lâm đã chuẩn bị sẵn cho tôi thay xong đồ rồi hạ phi cười híp mắt lấy lòng mộ ngự lâm mà lòng thầm nghĩ chạy cũng không chạy được đánh cũng không đánh lại chi bằng giả vờ ngoan ngoãn nghe lời nhử môi rồi trốn ra sau mộ ngự lâm nở nụ cười hài lòng rồi quay qua mở cửa đi thôi tôi đưa cô đi làm quen chỗ này cửa tự động mở khi mộ ngự lâm chạm tay vào cánh cửa vừa mở ra gió trời ùa vào lá cây xào xạ quả là biệt thự của mộ gia hạ phi lúc này còn ngó đông ngó tây mà cảm thán chợt hạ phi nhìn về phía một tòa nhà bỏ hoang mà hỏi mộ ngự lâm ở đây sao còn có một căn nhà bị thiêu cháy thế này mộ ngự lâm trầm ngâm một lát rồi cũng kể chuyện cũ vào lúc tôi 7 tuổi biệt thự bị cháy thiêu chết mẹ và hai người anh của tôi chỉ có mình tôi sống sót hạ phi kinh ngạc nghe mộ ngự lâm nói thật không ngờ mộ ngự lâm cũng có một quá khứ đau thương như vậy mộ ngự lâm thấy hạ phi không nói gì liền quay người nhìn sang tiện thể đưa cho hạ phi thời gian biểu rồi dặn dò tóm lại cô đừng đến đó đây là lịch trình trong một tuần của tôi trên đó có chú ý khi chăm sóc tôi hạ phi nở nụ cười hoa hậu đáp ô tôi biết rồi hạ phi nhìn vào tờ giấy mà cảm thán chuyện gì cũng quy định thời gian tên này khó hầu hạ thật đấy gió thổi xào sạc làm hạ phi không mở nổi mắt phải lấy tay che mặt lại một con vật từ đâu nhảy đến khi hạ phi nhìn rõ thì hoảng hồn thì ra là một con chó sói trắng hạ phi hoảng hồn nhìn con sói trắng liền chạy ra sau mộ ngự lâm co do cúng rúm sợ hãi hết lớn sói kìa con sói lon ton chạy lại nhìn mộ ngự lâm trong miệng còn đang nhe răng vì có người phụ nữ đang nhăm nhe đến ba ba của mình mộ ngự lâm nhẹ nhàng giơ tay ra vỗ nhẹ đầu tuyết rực cô ấy là mẹ con hạ phi dù có sợ hãi nhưng khi nghe mộ ngự lâm nói mà không khỏi tự hỏi mẹ từ khi nào mình có ghen mạnh vậy sinh ra được cả sói tuyết rực vẫy đuổi tỏ vẻ hiểu ý lại gần hạ phi cô sợ hãi hét lên đừng đừng qua đây tao không phải mẹ mày trong bụng thầm nghĩ cái quái quỷ gì vậy người bình thường sao lại nuôi sói trong nhà quả này thật sự không trốn được sao mộ ngự lâm cười thầm quay sang nhìn hạ phi liền khích tướng có một con sói thôi mà cũng dọa cô thành ra thế này vậy mà cũng muốn chạy trốn mộ ngự lâm hay lắm đã chọc đúng khả năng nhẫn lại của hạ phi cô liền lấy lại bình tĩnh mà giả bộ ai ai muốn chạy trốn chứ mộ ngự lâm chợt ngẩng đầu ghé sát khuôn mặt nhỏ bé của hạ phi nói không phải thì tốt nếu không muốn làm mồi cho sói thì đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn tuyết dực đúng lúc này tiến lại gần đánh hơi người hạ phi khiến cho hạ phi sợ run người bần bật tiêu rồi rơi vào tay của một đại ma vương không chừng sẽ bị ném làm mồi cho sói thật cố lên hạ phi sói cũng không khác husky là bao phải xây dựng quan hệ tốt với nó hạ phi dặn lòng phải dũng cảm rồi từ từ giơ tay ra xoa xoa tuyết rực tuyết rực rất hiểu chuyện liền ngồi im vẫy đuôi để mặc cho hạ phi xoa đầu hạ phi cố gượng cười y con trai mẹ là mẹ con đây ngoan nhé mộ ngữ lâm nhìn từ đằng sau thấy hạ phi dù có cứng miệng nhưng lại run như cầy sấy liền phì cười tuyết rực về đi tuyết rực nghe thấy vậy dù vẫn muốn được vút ve tiếp nhưng đành cúi đầu lững thững đi về hạ phi nắm chặt vạt váy giơ tay ra chào tạm biệt tuyết dực mộ ngự lâm nhìn thấy khi tuyết dực đi xa rồi mà hạ phi vẫn còn sợ hãi mà ngồi phịch xuống không khỏi cười thầm rồi trêu gạo nếu chân mềm nhũn ra rồi thì cầu xin tôi đi tôi có thể bế cô về hạ phi giống như một chú mèo con sù lông lên ai mềm nhũn chân chứ tôi không có mộ ngự lâm giả bộ tin lời của hạ phi mà đổi chủ đề không phải thì đẩy tôi đến nhà hàng đến giờ dùng bữa rồi hạ phi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đẩy mộ ngự lâm đi nhà hàng hạ phi nhìn những món ngon trên bàn mà bụng đói cồn cào bước chạy trốn đầu tiên có quan hệ tốt với sói liền cắt nhỏ miếng bít tết ra làm hai phần nếu mang cái này qua chắc sói sẽ vui lắm nhỉ mộ ngự lâm như có tâm thuật mà nhìn thấu suy nghĩ của hạ phi im lặng không nói gì để xem cô sẽ bày trò gì tiếp buổi tối sau khi đưa mộ ngự lâm đến phòng làm việc hạ phi nhanh chóng chạy ra chỗ chiều gặp tuyết dực liền nhỏ tiếng gọi tuyết dực gọi mãi một hồi không thấy liền đảo mắt nhìn tứ phía lạ thật sao không có ở đây hạ phi cười thầm cơ hội tốt trèo lên cây này sẽ có thể nhảy xuống lão trạch của mộ ra sau đó có thể trốn đi Chân chưa kịp chạm vào cây liền bị một bàn tay bịt chặt miệng lại. Hạ Phi la hét thì giọng người đàn ông vang lên, "Phi Phi, là anh." Hạ Phi nhận ra hắn, Mộ Thiếu Phong, liền huých khuỷu tay vào bụng hắn khiến cho hắn phải buông tay mà ngã phịch xuống đất. Hạ Phi mắng chửi không thương tiếc, "Anh còn có mặt mũi đến gặp tôi? Địa bàn của Mộ Thất thiếu mà cũng dám xông vào, anh muốn chết sao? Tôi sẽ gọi anh ta tới bắt anh." Mộ Thiếu Phong đau đớn nhỏ giọng nói, "Phi Phi, đừng, anh là cháu của anh ta." Hạ Phi nghĩ lại, "Cháu? Phải rồi, anh ta cũng họ Mộ." sao mình lại không nhận ra chứ liền âm thầm mở ghi âm lên hạ phi tức giận khinh bỉ đến lúc chia tay rồi mới biết thân phận thật của anh tôi đúng là mù mắt mới bị anh lừa gạt suốt 2 năm mộ thiếu phong chạy theo giải thích không phải đâu phi phi em phải tin là anh yêu em anh cưới hạ noãn vì có nỗi khổ riêng hạ phi chán ngán tên cặn bã này ồ vậy là tôi không quan tâm đến nỗi khổ riêng của anh xin lỗi nhé mộ thiếu phong mặt dày còn tiếp tục lừa gạt hạ phi cho dù anh cưới hạ noãn chúng ta vẫn có thể như trước kia chú của anh không sống được bao lâu đâu chỉ cần anh ta chết chúng ta có thể giống như những đôi vợ chồng khác tài sản của anh ta cũng sẽ là của chúng ta hạ phi không nghe nổi tên cận bã này nói nữa liền thẳng tay tặng anh ta một cái tát mộ thiếu phong trợn tròn mắt nhìn hạ phi cô trả thèm hùa theo mộ thiếu phong liền nói thẳng sao anh có thể vô liêm sỉ thế chứ không chỉ muốn một chân đạp hai thuyền còn muốn chiếm luôn cả tài sản của chú anh mộ thiếu phong không nhìn được mà bóp chặt cánh tay của hạ phi giận dữ hết lớn hắn vốn dĩ là con riêng dựa vào đâu mà được sở hữu tiền của nhà anh mới có hai tối mà em đã biến thành người của hắn rồi sao hạ phi vùng vẫy buông ra Hạ Phi tôi cho dù có ở quá cũng không ở bên loại rác tuổi như anh, cô bảo vệ tên tàn tật như vậy thì ly hôn, gả cho hắn luôn đi, mau nói tên khốn kết hôn với cô đang ở đâu, ở đằng sau lùm cây. Một cặp mắt phát sáng đang rình rập, Hạ Phi chớp lấy thời cơ gọi lớn, "Con trai, mau ra đây, có người ăn hiếp mẹ." Mộ Thiếu Phong kinh ngạc nghe nói con trai, thì tuyết rực từ trong lùm cậy nhảy ra nhe răng lanh nhào đến Mộ Thiếu Phong khiến cho Mộ Thiếu Phong sợ hãi mà nhảy bật lên tường. Tuyết rực nhảy lên cắn được vào quần của hắn khiến cho Mộ Thiếu Phong sợ hãi la hét tung lung, "Súc sinh, buông ra, xoẹt một tiếng tuyết rực đã cắn đứt quần của mộ thiếu phong khiến cho mộ thiếu phong mất đà mà ngã chỏng vó ra khỏi bờ trường hạ phi nhìn thấy vậy có chút lo sợ năng lực chiến đấu của con sói này cũng mạnh phết có điều nó rốt cuộc nghe lời mình hay chỉ đơn thuần muốn cắn người hạ phi nhanh trí lấy miếng thịt bít tết vừa giấu ở bữa ăn vừa rồi đặt xuống nuốt ực một cái lấy hết dũng khí mỉm cười ôn hòa với tuyết rực âu yếm gọi tuyết rực ngoan ngồi xuống sau này chỉ cần con bảo vệ mẹ ngày nào mẹ cũng mang sướng đến cho con ăn được không tuyết rực cúi đầu người người liền ngành đầu tỏ vẻ ghét bỏ trả thèm ăn bỗng có tiếng xào sạc hạ phi cảnh giác ai mộ ngự lâm từ đằng sau xuất hiện khuôn mặt của hạ phi lúc này cứng đờ lúc này hạ phi căng hết ra đầu anh ta chẳng phải ở thư phòng sao ra từ lúc nào vậy người đàn ông này quả nhiên đáng sợ hơn mình tưởng tuyết dực bỏ lại hạ phi mà lại gần nũng nịu rụi rụi vào người của mộ ngự lâm hạ phi mở lời anh nghe thấy hết rồi nhỉ cháu trai anh không chỉ rủa anh chết còn muốn cắm sừng anh thêm lần nữa may là tôi cơ chí ghi âm lại có cái này rồi thì anh có thể úp lên mạng vạch chân bộ mặt cặn bã của anh ta mộ ngự lâm lạnh lùng nói đưa tôi hạ phi giấu điện thoại ra đằng sau thỏa thuận đừng vội làm giao dịch đã chứ nhỉ tôi có thể ở lại giúp anh trả thì cháu trai của mình nhưng tôi sẽ chỉ làm trợ lý của anh anh không được phép can thiệp vào đời sống cá nhân của tôi mộ ngự lâm lạnh lùng đáp trả cô là vợ tôi hạ phi sù lông nhai lanh vuốt chỉ trên danh nghĩa thôi nếu đồng ý thì tôi mới đưa bản ghi âm cho anh mộ ngự lâm thấy dáng vẻ đáng yêu của hạ phi mà nhẹ giọng thành giao hạ phi nhanh chóng gửi cho mộ ngự lâm đoạn ghi âm mộ ngự lâm nhìn thấy đoạn ghi âm đã gửi cho mình liền cười thầm hạ phi xoay người bước về gian nhà chính lần này tôi sẽ không để mấy người ăn hiếp tôi nữa đâu tôi nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lãi mộ ngự lâm chống tay thở dài xem ra cô ấy quên rồi có điều cô ấy vẫn bị trừng phạt thôi đây là cô ấy nợ tao tuyết dực ngồi bên cạnh chỉ chăm chú nhìn mộ ngự lâm để mặc mộ ngự lâm xoa đầu hạ phi trở về phòng liền nằm ườn trên giường bỗng điện thoại đổ chung có thông báo tin nhắn gửi đến vừa mở ra bảo bối một ngày không gặp như cách ba thu nhớ anh không hạ phi đọc xong thì liền đỏ ửng mặt rõ ràng mới chỉ gặp qua một lần có cần gọi thân mặt vậy không hạ phi liền nhắn ngắn gọn xen su quá chúng ta không thân đến mức đó thì phải tin nhắn vừa gửi đi liền được phản hồi đã thế này rồi còn không thân không sao chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng lâu ngày sinh tình hạ phi lòng nở đầy hoa liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện mai tôi còn phải đi làm ngủ trước đây rồi trùng kín chăn tim đập thình thịch sao mình thấy hình như anh ta nói mấy câu này làm mình thấy nhột vậy nhỉ tin nhắn cứ liên tục vang lên bảo bối em ngủ thật rồi à anh nhớ em quá bảo bối anh nhớ lúc em nằm trong lòng anh bảo bối mai anh đến tập đoàn mộ thị ứng tuyển kiếm tiền nuôi em nha Hạ Phi vừa khi nãy thấy đáng yêu giờ thì nổi cáo rồi, ôn chết mất, sao mình lại kết hôn với một tên lắm lời thế này chứ? Hạ Phi mở tin nhắn ra mà lầm bẩm một mình. Anh ta cũng muốn đến tập đoàn Mộ Thị, trùng hợp vậy sao? Mộ Ngự Lâm bên này cầm điện thoại xoay xoay mà cười thầm, phải, thật trùng hợp. Mai gặp, ngày hôm sau, khi Hạ Phi vừa tỉnh lại liền có thông báo được gửi đến, buồn ngủ quá, Hạ Phi dụi mắt rồi cố gắng vừa lấy điện thoại đọc tin mới được gửi đến. Tin nóng trong ngày, thiếu gia hào môn một chân hai thuyền, ngoại tình với gì tương lai, cô dâu là tiểu tam ép em gái ruột gà thay hạ phi tròn xoe mắt nhìn trời hiệu suất của mộ ngự lâm cũng cao quá đấy hạ phi nhanh chóng bật ra khỏi giường thay quần áo chạy hồng hộc sang phòng của mộ ngự lâm một thất thiếu anh dậy chưa mộ ngự lâm nói từ trong phòng vọng ra vào đi hạ phi vui mừng cười cười nói nói với mộ ngự lâm anh xem tin tức chưa mộ thiếu phong và hạ noãn lên tin nóng rồi lần này họ tiêu rồi mộ ngự lâm lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ muốn họ tiêu hẳn thì còn cần thời gian dài hạ phi đầu nổi đầy dấu hỏi chấm tại sao mộ ngự lâm phì cười tôi mới dưỡng thương ở nước ngoài về những người trong tập đoàn đều là người của anh hai tôi, muốn khống chế cả tập đoàn. Tôi cần thêm thời gian." Hạ Phi thở dài, "Phức tạp quá, hào môn quả nhiên chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Cô nghĩ ra cách giải quyết bọn họ chưa?" Hạ Phi cao mày, "Bọn họ? Ý anh là Mộ Thiếu Phong với Hạ Naãn à?" "Ừm, nghĩ đi, bọn họ sắp đến tìm cô rồi đấy." Hạ Phi nhanh chóng chạy ra sau Mộ Ngự Lâm giúp một tay, "Được thôi, vậy giờ tôi đưa anh đi rửa mặt nhé." Hạ Phi nhanh chóng tuân theo thời gian biểu của Mộ Ngự Lâm, vừa mới rót được chén trà thì được người làm thông báo, "Thất thiếu, cháu ngài và Hạ tử thư muốn gặp." mộ ngự lâm liếc mắt nhìn sang cô đi xử lý đi tôi hạ phi biết cơ hội đã đến liền quay sang dặn dò cô bảo họ thất gia đang dùng bữa báo họ đợi vâng hạ phi vui vẻ đưa đồ ăn cho mộ ngự lâm mỉm cười lấy lòng anh cho tôi mượn sói của anh nhé mộ ngự lâm ậm ừ cứ dùng thoải mái đó là con trai cô người làm thông báo cho mộ thiếu phong và hạ noãn thất thiếu gia đang dùng bữa mời hai vị đợi một lát mộ thiếu phong và hạ noãn ngồi đợi mãi nhưng không thấy có động tĩnh gì liền nổi nóng mộ thiếu phong đi thẳng vào trong bực dọc nói đã đợi hai tiếng rồi còn muốn bọn tôi đợi đến bao giờ tôi tự đi tìm hắn hạ noãn lẽo đẽo đằng sau thiếu phong đợi em với chưa kịp bước tiếp thì va phải người của mộ thiếu phong ui ra tuyết sực gầm gừ bước từ trong ra khiến cho mộ thiếu phong đang hừng hực muốn bước vào liền khựng lại đừng qua đây nếu không tao chém mày hạ noãn run rẩy sợ hãi núp phía sau đã đến lúc hạ phi ra tay hạ phi liền ra chiêu phủ đầu dô dám giết con trai của thất gia mộ thiếu phong anh chán sống rồi à cả mộ thiếu phong và hạ noãn câm nín không dám phản bác hạ phi đi từ cầu thang xuống phong thái uy nghiêm khiến cho mộ thiếu phong và hạ noãn nín bặt mộ thiếu phong nhanh chóng cất con dao đi mà nghiến răng nói nó tấn công trước hạ phi bình thản ngồi xuống sofa chế giễu hắn anh làm chuyện gì vô nhân tính mà để cả sói cũng muốn ăn thịt anh hạ phi cô mộ thiếu phong định ra tay với hạ phi nhưng hạ noãn đã kịp thời ngăn cản hạ noãn nhỏ giọng nói chúng ta đến tìm mộ ngự lâm để xóa bài đó đừng dây dưa với cô ta làm gì để em nói chuyện với cô ta hạ noãn nhìn thấy người giúp việc cầm chén trà liền chạy đến giành lấy hạ tiểu thư trà này người giúp việc giật mình trước hành động thô lỗ của cô ta hạ noãn kêu căng ngạo mạn nói đừng cản chuyện cảnh cáo người giúp việc hạ noãn cầm chén trà nhẹ giọng nói em gái em cẩn thận con xúc sinh này cắn người đấy nếu chị mà biết mộ thất gia nguy hiểm thế này thì chắc chắn sẽ không đưa em đến đây chịu khổ hạ phi ngước mắt nhìn hạ noãn nó là con trai của một thất gia cô mắng nó là xúc sinh vậy mộ thất gia là gì hạ noãn không thể ngờ bị hạ phi làm khó dễ như vậy liền lắp bắp giải thích chị không có ý đó chị chị không biết sói là hạ phi cười phì vậy giờ cô biết rồi đấy hạ noãn giận run người tay siết chặt chén trà nếu không phải bọn tao đưa mày đến đây mày có thể hống hách thế này sao hạ phi lười quan tâm đến hạ noãn mà quay sang vút ve tuyết dực con trai con nghe thấy chưa lúc nãy cô ta mới chửi con là xúc sinh kìa tuyết dực như hiểu được ý của hạ phi mà quay sang nhe răng gầm gừ nhìn hạ noãn khiến cô ta sợ xanh mặt hạ noãn bảo chữa không phải tôi không mắng cậu cậu đẹp đẽ cao quý như thế là chú sói đẹp nhất tôi từng gặp hạ phi nhị không nổi mà bật cười cương nựng tuyết dực ừm con trai tôi đúng là đẹp trai hơn mộ thiếu phong nhiều mộ thiếu phong hạ giọng thương thảo bọn tôi đến đây không phải đấu võ mùng với cô có người đăng tin tức giả bêu xấu tôi và chị cô cần cô đứng ra làm chứng cho bọn tôi hạ phi âm thầm mở đoạn ghi âm ngày hôm qua ra từng lời từng chữ đều rõ ràng hạ phi ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ ai nói là tin giả tôi còn có ghi âm cơ chị tôi nghe chưa nhỉ không phải đâu phi phi em phải tin anh anh yêu em anh cưới hạ noãn là vì có nỗi khổ riêng ồ vậy là do tôi không hiểu được nỗi khổ riêng của anh xin lỗi nhé cho dù anh cưới hạ noãn chúng ta vẫn có thể như trước đây hạ noãn nghe xong đoạn ghi âm mà tái sầm mặt lại mộ thiếu phong chết tiệt vậy mà vẫn chưa chấm dứt với hạ phi mình thua kém cô ta ở chỗ nào chứ hạ phi lấy tay xua tan bầu không khí lúc này chị chị trông chừng anh ta cho cẩn thận nha nếu không em sợ chị còn chưa gả qua mà anh ta đã tìm tiểu tam tiểu tứ ở bên ngoài rồi hạ noãn nén giận đủ rồi thiếu phong anh ấy chỉ là an ủi cô sợ cô gả cho một tên tàn tật sẽ thấy khó chịu mà thôi hạ phi nhận chén trà từ người giúp việc mà nhàn nhã thường trà mộ thất gia tốt với tôi như thế tôi còn khó chịu gì nữa chứ anh ấy mua cho tôi cả một phòng đầy quần áo đồ trang điểm hàng hiệu còn mua bao nhiêu là trang sức đá quý ông chồng không tàn tật của cô mua cho cô những gì rồi hạ noãn thất thần trước lời nói của hạ phi chết tiệt những thứ này vốn dĩ phải thuộc về mình chợt có tiếng bước chân tiến lại gần hạ noãn liếc mắt nhìn sang cười thầm cơ hội tốt hạ noãn giả vờ rơi nước mắt mà sụt sùi phi phi em đừng nói nữa cẩn thận mộ thất gia nghe thấy chị biết là em không muốn gả cho một người tàn tật bọn chị sẽ nghĩ cách cứu em ra cô ta nói vớ vẩn gì vậy hạ phi nhìn về phía sau liền kinh ngạc mộ ngự lâm sao anh ta lại ra hạ phi bật người dậy tôi nãy giờ đều nói mộ thất gia rất tốt với tôi còn chị chị cứ nhắc đi nhắc lại việc anh ấy tàn tật là có ý gì hạ phi cắn chặt môi thầm nghĩ hạ noãn rõ ràng là muốn chia rẽ mình và mộ ngự lâm mộ ngự lâm liệu có cắn câu không hạ phi lập tức chấp vấn hạ noãn cô ghét bỏ mộ thất gia không muốn gả cho ngài ấy đã đành thế nào giờ còn muốn đưa cả tôi đi hạ noãn giả bộ đáng thương nước mắt sắp tràn ra chị không có hạ phi nhanh tay bóp cầm hạ noãn nâng lên nếu cô không chế bai ngài ấy thì sao lại qua lại với cháu của người ta bắt tôi gả thay hạ noãn đẩy mạnh hạ phi chạy về phía của mộ ngự lâm ấm ức kêu lớn mộ thất gia tôi và mộ thiếu phong yêu nhau thật lòng xin anh thành toàn cho nước mắt trực trào rơi xuống mộ ngự lâm lạnh lùng nói cút ra trực tiếp lăn bánh xe qua chân hạ noãn khiến cô ta đau đớn mộ ngự lâm đứng trước mặt hạ phi nhẹ nhàng nắm tay hỏi han hôm qua bọn họ đánh em ở đâu hạ phi sờ tay ra sau cổ sau gáy đánh bảo vệ bên cạnh của mộ ngự lâm lập tức ra tay với mộ thiếu phong và hạ noãn khiến cho hai kẻ đó sợ hãi xin tha mộ ngự lâm còn cứng mồm buông tôi ra hạ noãn thì sợ hãi thất ra tha mạng mộ ngự lâm nhìn hạ phi hài lòng chưa nếu chưa thì tiếp tục đánh hạ phi đứng trước mặt hạ noãn trực tiếp giáng một bà tai vào mặt dõng giặc nói chưa hài lòng bọn họ dám chửi anh là tàn tật phải tát miệng hạ noãn mặt dày còn diễn phi phi chị biết em yêu thiếu phong nhưng tình cảm không miễn cưỡng được em níu kéo thế nào cũng vô dụng chị xin em bỏ qua cho anh ấy đi hạ phi không để hạ noãn diễn tiếp mà tặng thêm một cái tát nữa sao tôi lại phải tha cho người từng hại tôi lúc nãy cô muốn chia rẽ quan hệ của tôi và thất gia đáng tiếc không thành giờ lại muốn làm lần nữa đúng không hạ noãn gấp gáp nói chị chị không mộ thiếu phong liền cố gắng dễ dụ thoát ra khỏi tay của bảo vệ liền chạy đến đứng trước hạ noãn che chắn cho cô ta mà cam vẫn nhìn hạ phi 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 cô ấy là chị em nếu em thật sự yêu anh anh hạ phi trả buồn để ý tên này liền nhặt dao của mộ thiếu phong lên thẳng tay tặng anh ta một nhát mộ thiếu phong sững sờ phi phi tại sao hạ phi cười khẩy anh nói xem tôi còn yêu anh không mộ thiếu phong như chết lặng tay nắm lấy vạt áo em không yêu nữa hạ phi chán ghét lạnh nhạt nói thẳng không yêu mộ ngự lâm bên cạnh nhìn người phụ nữ này với ánh mắt đầy kinh ngạc mộ thiếu phong cắn chặt răng hạ noãn bên cạnh liền chạy đến thiếu phong anh sao rồi anh chảy nhiều máu quá mộ thiếu phong nuốt cơn tức vào bụng hạ giọng xuống cầu xin phi phi anh biết em hận anh anh sẽ bù đắp lỗi lầm trong quá khứ nhưng bây giờ em lên tiếng nói tin tức là giả được không hạ phi nhìn thẳng vào mắt mộ thiếu phong anh đang cầu xin tôi mộ thiếu phong tối sầm mặt em muốn điều kiện gì anh cũng đồng ý hạ phi chỉ thẳng dao vào mộ thiếu phong lạnh lùng nói tôi muốn anh chết hạ phi chĩa dao vào người mộ thiếu phong khiến cho hạ noãn bên cạnh vội nép vào người của mộ thiếu phong cả hai người bọn họ bị dọa cho sợ hãi hạ phi hét lớn con trai cắn chết bọn họ tuyết dực nghe thấy vậy liền lập tức nhảy trồm lên về phía trước mộ thiếu phong sợ hãi đẩy hạ noãn mau chạy hạ noãn chạy nhanh nhưng vẫn bị tuyết dực cào rách váy khiến cho mộ thiếu phong phải cởi áo khoác ngoài ném vào người của tuyết dực mà nhanh chóng nắm tay hạ noãn chạy thật nhanh ra khỏi mộ ra hạ phi và mộ ngự lâm phì cười trước hành động bỏ chạy của hai người bọn họ mộ thiếu phong và hạ noãn liền nhanh chóng chạy lên xe đóng sầm cửa lại hạ noãn thở khó nhọc trên xe mà liếc nhìn mộ thiếu phong tức thầm trong lòng không ngờ cậu cháu trai mộ ra mình chọn đi chọn lại còn không bằng cả một đứa con riêng mộ thiếu phong bên này thở hồng hộc cố hít thở lấy không khí bỗng điện thoại đổ chuông mộ thiếu phong nhìn vào màn hình liền nhanh chóng bắt máy alo à âm thanh từ đầu dây bên kia liền xuyên thẳng qua lỗ tai bên này của mộ thiếu phong thằng kia xem chuyện tốt mày làm đi cút về công ty ngay cho tao mộ thiếu phong hoảng hồn mà nhanh chóng khởi động xe phi nhanh trên đường mộ ngự lâm ở trong phòng khách cùng hạ phi nhàn nhã bước ra xe bánh xe dần lăn bánh Hạ Phi ở trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ nóng lòng liền quay sang nhìn Mộ Ngự Lâm hỏi, anh sẽ xóa tin tức chứ? Mộ Ngự Lâm nhìn ra cửa sổ trả buồn nhìn cô mà đáp, sao phải xóa? Hạ Phi kinh ngạc, chẳng phải ba anh hứa cho anh làm giám đốc chấp hành rồi sao? Mộ Ngự Lâm khẽ nhún vai, tôi làm giám đốc chấp hành thì liên quan gì đến việc xóa tin? Hạ Phi liền lạnh cả sóng lưng, người đàn ông này độc thật, xe nhanh chóng dừng trước cửa công ty. Hạ Phi nhanh chóng đẩy Mộ Ngự Lâm bước vào của lớn trước sự cung kính của toàn bộ nhân viên trong công ty, chào giám đốc. Mộ Thiếu Phong bước từ ngoài vào thấy cảnh tượng này liền chết lặng một vị thư ký đứng ra sắp xếp công việc giám đốc mời bên này hạ phi đẩy mộ ngự lâm vào trong phòng theo hướng dẫn của thư ký đó mộ ngự lâm được đẩy vào bàn làm việc người thư ký đó đợi mộ ngự lâm ổn định liền bắt đầu công việc của mình văn kiện cầu các phòng đều ở đây cả mời giám đốc xem qua mộ ngự lâm cầm tài liệu lên bắt đầu đọc hạ phi ở bên này đi rót cà phê lén liếc nhìn mộ ngự lâm trong lòng nở hoa cơ hội tốt hạ phi cầm tách cà phê đến bên bàn làm việc của mộ ngự lâm thất ra cà phê của anh ừ. hạ phi mỉm cười rồi nhanh chóng dịch từng chút một bước ra khỏi văn phòng Ron gen đóng cửa lại mặc kệ Mộ Ngữ Lâm đang chăm chú làm việc, tầng một tòa nhà. Người qua kẻ lại đông như mắc cửu, Hạ Phi ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, lạ thật. Đặng Đế Tư đâu? Một người đàn ông mang tây trang trắng nở nụ cười thần thần bí bí vươn tay ra ôm chặt Hạ Phi từ phía sau khẽ gọi, "Bảo bối, em đang tìm ai vậy?" Hạ Phi dựng đứng người đỏ mặt trước hành động ngay giữa chốn đông người của Đặng Đế Tư, "Sao anh lại ở đây?" vừa nói vừa đẩy Đặng Đế Tư ra. Đặng Đế Tư cười cợt trêu đùa, "Tôi đến ứng tuyển mà, chẳng phải hôm qua nói với em rồi sao?" Hạ Phi đỏ mặt, "Ư nhỉ, vậy anh ứng tuyển chức vụ gì?" đặng đế tư nắm chặt tay hạ phi đè lên ngực mình bảo vệ em sờ đi ứng tuyển làm bảo vệ chắc ổn chứ nhỉ hạ phi rút tay lại gặng hỏi chẳng phải anh cũng có bản lĩnh làm sao đến chứng nhận kết hôn cũng làm được sao phải đi làm bảo vệ đặng đế tư khẽ giơ tay lên ra hiệu vì bảo vệ có nhiều quyền lợi đến giám đốc cũng cần bọn tôi bảo vệ vậy nên sau này ai bắt nạt em em cứ tìm tôi tôi bảo vệ em hạ phi như bị rơi xuống vực sâu thẳm đành gượng cười vỗ tay khai ngợi giỏi gây cơ đặng đế tư tiến sát lại gần mặt hạ phi nếu đã nói tôi giỏi rồi thì cũng nên thưởng gì đó chứ nhỉ hạ phi ngưng ngác hả thưởng gì đặng đế tư tiến sát mặt hạ phi trầm giọng nói chẳng hạn như một nụ hôn kiểu pháp hạ phi vội vàng bịt miệng đặng đế tư lại ban sống bán chết ngoảnh đầu tránh lắp bắp nói chuyện 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 phần thưởng nói sau đặng đế tư phỉ cười sao bộ dạng xấu hổ của em cũng đáng yêu vậy chứ bảo bối đi tôi đưa em đến một nơi hạ phi bị đặng đế tư kéo nhanh về phía trước liền kinh ngạc hả đi đâu đặng đế tư khẽ mỉm cười về nhà đặng đế tư kéo hạ phi đi nhanh về phía tòa nhà mới tinh thang máy vừa thông báo đến nơi anh liền dẫn hạ phi đứng trước một căn hộ thần thần bí bí mà mở cửa ra vui vẻ nói với hạ phi bảo bối sau này đây sẽ là căn nhà nhỏ của chúng ta hạ phi nhớn mày liếc qua nhìn hỏi thật nhé tiền lương của anh đủ để trả tiền thuê không đặng đế tư thản nhiên đút tay vào túi quần dương dương tự đắc đủ chứ chủ nhân căn nhà này ra nước ngoài rồi bảo tôi đến trông nom dùng nên chỉ thuê của tôi một nghìn tệ một tháng em nói xem tôi có giỏi không hạ phi đi xung quanh căn hộ gật gù đặng đế tư liền dẫn hạ phi đến phòng ngủ quan trọng hơn là chỗ này cách âm tốt cách tập đoàn mộ thị cũng gần sau này chúng ta tranh thủ giờ nghỉ trưa cũng có thể về nhà làm môn vận động mà chúng ta muốn đặng đế tư vươn tay ra ôm chặt eo của hạ phi mà nở nụ cười nham hiểm hạ phi giật mình nổi hết cả da gà đó là anh muốn chứ không phải tôi đặng đế tư trả thèm để ý mà nắm chặt cánh tay của hạ phi đẩy ngã xuống giường hạ phi giật mình mà hét lớn gương mặt đỏ ửng nhìn đặng đế tư từ dưới lên đặng đế tư trêu chọc chắc chắn là do tôi làm chủ không tốt nên em mới không thích môn vận động này bảo bối em không hài lòng ở đâu tôi có thể sửa đặng đế tư liền tiến lại gần hạ phi khiến cho hạ phi sợ hãi vùng vẫy anh làm rất tốt không cần sửa nữa đặng đế tư thổi nhẹ vào tai của hạ phi vậy sao em không thích chuyên gia nói phụ nữ cần thường xuyên vận động thì khí sắc mới tốt hay là giờ chúng ta hạ phi bật người dậy đẩy ngã đặng đế tư ra hết lớn ôi tôi phải về công ty đây nếu không ông chủ sẽ tìm đặng đế tư tỏ vẻ đáng thương nhìn hạ phi bảo bối em muốn vứt bỏ tôi sao hạ phi trong mắt lúc này nhìn thấy dáng vẻ của đặng đế tư mà muốn nội thương vẻ mặt này của anh ta là sao trông cứ như chó bị chủ bỏ rơi vậy hạ phi thở dài đành quay lại dỗ dành hai tay xoa mặt của đặng đế tư khiến cho đặng đế tư hơi bất ngờ trước hành động này hạ phi nói không phải đâu tôi là trợ lý của giám đốc tập đoàn mộ thị có nhiều chuyện phải làm đặng đế tư ghé sát lại thơm nhẹ hạ phi bảo bối em vất vả rồi vậy lúc nào tôi nhớ em thì đến phòng giám đốc tìm em hạ phi xua tay lắc đầu ngoai ngoái anh đừng có đến đó giám đốc lợi hại lắm đặng đế tư mỉm cười ô lợi hại ở đâu hạ phi nghiêm túc giảng giải tính tình tồi tệ lại còn là một bạo quân giết người không chớp mắt hơn nữa còn nuôi cả một con sói cứ gặp người là cắn, vậy nên ở tập đoàn mà gặp anh ta thì phải trốn đi, nếu không, anh ta sẽ không vui sẽ lấy mạng anh đấy." Đặng Đế Tư nói, "Còn gì nữa?" Hạ Phi lửa giận đùng đùng máu dồn nên lão hét lên, "Còn nữa, tên biến thái đó thích nhìn trộm phụ nữ tắm." Đặng Đế Tư giả vờ nghiêm trọng nhìn Hạ Phi, "Em bị nhìn trộm rồi?" Hạ Phi biết mình lỡ mùng liền ấp úng, "Ách, không, không có, tôi chỉ nghe nói thôi, tóm lại anh đừng đi tìm tôi, cũng đừng để ai biết quan hệ của chúng ta. Tôi về trước đây." hạ phi lệ bước chạy nhanh ra khỏi căn hộ đóng rầm của tàu thoát mặc kệ đặng đế tư đang còn ngây ngốc ngồi nhìn mộ ngự lâm lúc này cười thầm quay trở lại dáng vẻ của mình nha đầu thối dám nói tôi là bạo quân còn nói tôi thích nhìn trộm phụ nữ tắm nhiều năm không gặp điểm này của em đúng là chẳng thay đổi chút nào hạ phi chạy đến công ty thở không ra hơi nhìn trái ngó phải lén la lén nút anh ta chắc không phát hiện mình đi đâu nhỉ lén hé cửa ra nhìn thì thấy mộ ngự lâm vẫn còn đang chăm chú làm việc khẽ đóng cửa lại phu có vẻ chưa phát hiện hạ phi vừa ngẩng đầu lên thấy mộ thiếu phong đang chạy đến mộ thiếu phong giận dữ nhìn hạ phi tôi tìm anh ta trước rồi nói chuyện với cô sau mộ thiếu phong hùng hổ bước vào phòng của mộ ngự lâm hạ phi cười thầm anh ta còn dám đến tìm mộ ngự lâm có kịch hay xem rồi mộ thiếu phong mở cửa đi đến trước mặt của mộ ngự lâm mà đập xuống bàn một cái rầm giận dữ hết lên nói đi sau tin đó lại truyền lên mạng mộ ngự lâm lạnh nhạt đáp có liên quan đến tôi sao mộ thiếu phong trợn tròn mắt chấp vấn bớt giả vờ đi ông đã giao vị trí giám đốc chấp hành cho chú rồi nhà chúng tôi cũng đồng ý rồi chú còn dám giở trò mộ ngữ lâm nhìn chằm chằm vào mắt mộ thiếu phong mà nói tôi không hề làm giao dịch với mấy người càng huống hồ vị trí giám đốc chấp hành tôi lấy được không liên quan gì đến tin của cậu hết mộ thiếu phong tức đến mức thở ra khói chú chú đợi đấy chú tưởng lấy được vị trí giám đốc chấp hành rồi thì cả mộ ra đều là của chú sao mộ ngữ lâm lấy tay chống cằm cười chế giễu cả mộ ra vốn đà là của tôi rồi cậu với hạ noãn vẫn chưa kết hôn nhỉ mộ thiếu phong nghe đến đây liền nhảy số sao hắn lại hỏi về hạ noãn là tình cờ sao xem ra mình phải mau chóng cưới hạ noãn tránh để đêm dài lắm mộng mộ thiếu phong hoảng loạn liền đi ra khỏi phòng vừa đi vừa giả vờ dọa nạt tôi và hạ noãn sắp kết hôn rồi chuyện tin tức ông đã biết rồi chú nên rõ tính ông ông ấy ghét nhất loại bêu xấu người nhà mộ thiếu phong đóng sầm cửa một cái tức giận quay đi đúng lúc nhìn thấy hạ phi đang bên ngoài hạ phi hóng hớt liền hỏi chuyện anh và hạ noãn sắp kết hôn rồi mộ thiếu phong không nói gì mà trực tiếp nắm lấy tay cô kéo ra hành lang hạ phi vùng vẫy anh buông ra còn động tay động chân với tôi nữa thì tôi hét lên đấy mộ thiếu phong buông tay của hạ phi ra giả bộ khuyên nhủ mộ ngự lâm không có nhân đạo em theo hắn ta không hạnh phúc đâu anh nói rồi hạ noãn không là gì cả anh chỉ là bất đắc dĩ nên mới cưới cô ta hạ phi cúi đầu tránh ánh mắt của mộ thiếu phong mà lực cười anh nói với tôi anh cưới hạ noãn vì bất đắc dĩ nhưng lại nói với cô ta là vì an ủi tôi mộ thiếu phong cái loại khốn nạn hết phần người khác rồi hạ phi đạp một cái thật mạnh vào chân mộ thiếu phong khiến cho mộ thiếu phong đau đớn hết lớn hạ phi thoát được ra tay của mộ thiếu phong mộ thiếu phong cắn chặt răng tiếp tục ngụy biện vì anh quan tâm em nên mới vậy nếu không sao anh phải nói nhiều với em như thế Em không biết kẻ chết trong tay mộ Ngự Lâm nhiều vô số kể, không có anh bảo vệ em, em căn bản sẽ không sống sót được ở trong mộ gia đầy cạm bẫy này đâu." Mộ Thiếu Phong đau đến mức toát mồ hôi hột, Hạ Phi trả thèm để ý Mộ Thiếu Phong liền quay sang nói thẳng, "Anh nói sai rồi, tôi chẳng liên quan đến mộ gia mấy người cả, tôi kết hôn rồi." Mộ Thiếu Phong khập khiễng bước đi, "Vậy sao?" Hạ Phi lười để ý liền quay đầu bỏ đi, Mộ Thiếu Phong tức giận nắm chặt tay đấm vào tường, "Cả đời này em đừng hòng rửa sạch quan hệ với mộ gia." Mộ Thiếu Phong vừa nhấc chân lên liền đau điếng người, con nhóc thối, chân đạp ác thật. Mộ Thiếu Phong bước vào trong thang máy bấm nút xuống. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Mộ Thiếu Phong cau mày suy nghĩ, chắc chắn phải tìm thấy tên đó, bắt hắn ly hôn với Hà Phi. Chỉ có thật sự gả cho Mộ Ngữ Lâm, cảm nhận được nỗi khổ quá phụ thì cô ấy mới chịu quay về bên mình. Thang máy đến nơi tự động mở cửa ra. Mộ Thiếu Phong bắt gặp ngay Đặng Đế Tư đi qua trước mặt. Mộ Thiếu Phong tròn mắt, cái này, người này chẳng phải là? Mộ Thiếu Phong lao nhanh ra khỏi thang máy gọi lớn. Đặng Đế Tư, Đặng Đế Tư dừng bước xoay người lại, gọi ông đây là có chuyện gì? Mộ Thiếu Phong nhếch mép cười đưa Đặng Đế Tư vào phòng của trưởng phòng nhân sự, cho người điều tra thông tin của Đặng Đế Tư. Trưởng phòng toát mồ hôi khi nhìn thấy Mộ Thiếu Phong rè giặt nói: "Mộ Thiếu, tư liệu về Đặng Đế Tư đều ở đây cả." Mộ Thiếu Phong lướt xem một lượt mà tỏ ra khinh bỉ, Đặng Đế Tư vẫn tính cách ngạo mạn cười khẩy: "Xem tư liệu về ông đây làm gì, muốn đào tường hả?" Mộ Thiếu Phong chán ghét nói: "Tôi mà phải lưu lạc đến nổi phải đào góc tường của tên mù văn hóa như cậu sao?" Đặng Đế Tư thản nhiên đáp: "Vậy tự dưng gọi tôi làm gì, mà này, không biết bao nhiêu người tranh đòi làm bảo vệ với ông đây đâu." mộ thiếu phong cao có ăn nói cho sạch sẽ đi nếu không tôi cho người xử cậu mộ thiếu phong lấy điện thoại ra gọi người điều tra điều tra cho tôi thông tin của tài khoản ngân hàng số 62270742 đặng đế tư phì cười cậu được lắm còn tra ra được cả số ngân hàng của tôi chặt chặt nếu mà khoản tiền khổng lồ đó của tôi bị mất thì cậu là kẻ tình nghi lớn nhất mộ thiếu phong trị chọc tức liền khinh bỉ có 10 tệ bạc mà cũng gọi là khoản tiền khổng lồ dùng mật mã 6 chữ số để bảo vệ khoản tiền hai chữ số cậu không thấy sỉ nhục mật mã sao đặng đế tư vẫn chờ chờ đứng cười thành công chọc tức mộ thiếu phong mộ thiếu phong dù có tức giận đi chăng nữa vẫn cố gắng hạ hỏa tiện tay ném tài liệu cho trưởng phòng mà nói có điều không sao tôi có thể tăng tiền của cậu lên một nghìn lần biến thành một phản tệ đặng đế tư thản nhiên đáp còn có chuyện tốt thế sao vậy làm cho tôi xem mộ thiếu phong nói có điều cậu phải đồng ý với tôi một điều điều kiện gì đặng đế tư nghi hoặc mộ thiếu phong tối sầm mặt nói từng chữ một ly hôn với hạ phi đặng đế tư bỏ tay vào túi lướt ngang qua mộ thiếu phong mà khinh bỉ một vạn tệ mà cũng muốn mua vợ của tôi đi tìm người khác đi mộ thiếu phong giơ tay ra ngăn bước chân của đặng đế tư chê ít 10 vạn thế nào đặng đế tư chép miệng khó khăn lắm tôi mới dùng chín tệ chín đổi lấy được một người vợ sao phải bán cho anh cút đừng làm phiền ông đây đi làm mộ thiếu phong tức giận túm chặt cổ áo của đặng đế tư loại như cậu mà cũng muốn đi làm nằm mơ đi rồi nhìn sang phía trưởng phòng ra lệnh phòng nhân sự sa thải cậu ta ngay cho tôi trưởng phòng ấp úng đáp cậu ta là trường hợp đặc biệt của tổng tài chấp hành phòng nhân sự không có quyền đuổi cậu ta mộ thiếu phong nghiến rằng tổng tài đặc quyền cho một tên bảo vệ trưởng phòng sợ hãi lau mồ hôi vâng tổng tài đích thân chọn mười mấy người bảo vệ để họ phụ trách hệ thống an ninh của mỗi phòng đặng đế tư túm lại tay của mộ thiếu phong mà đẩy mạnh ra khiến cho mộ thiếu phong ngã sóng xoài dưới đất giờ biết tôi là do tổng tài tuyển vào rồi chứ đừng cản tôi đi làm mộ thiếu phong tức giận nghiến chặt răng liền ra lệnh dạy dỗ cậu ta cho tôi vệ sĩ của mộ thiếu phong liền cầm dùi cui lao lên đánh thật mạnh vào người của đặng đế tư đặng đế tư nhanh tay cản được rồi túm hai tay của bọn họ mà vật ngã xuống đất tất cả đều bị đặng đế tư nhanh chóng hạ gục đặng đế tư phủi tay thế này mà cũng muốn đánh lén tôi vệ sĩ của anh kém quá đấy nhân viên xung quanh liền tụng năm tụng ba lại chỉ trỏ hạ noãn đúng lúc đến lên trông thấy một màn này liền kinh ngạc người đó là đặng đế tư hạ noãn cắn chặt răng thầm nghĩ hạ phi tùy tiện nhặt được một người đàn ông thế này mình không thể để cô ta sống như ý vậy được một thiếu phong bị đặng đế tư làm cho mất hết mặt mũi tức giận mà chút hết tức giận lên đám thuộc hạ hai tên phế vật hạ noãn thầm nghĩ anh còn có mặt mũi nói người khác là phế vật nha sắc thân hình đều không bằng đặng đế tư sức quyến rũ cũng không bằng mộ ngự lâm Sao tôi lại còn mù mắt mà chọn anh chứ?" Mộ Thiếu Phong đang chút giận bỗng nhận ra Hạ Noãn đến liền niềm nở nói, "Noãn Noãn sao em lại đến đây?" Hạ Noãn giả bộ yếu đuối, "Người ta lo cho anh mà, sợ anh bị ăn hiếp, chuyện tin đồn anh xử lý thế nào rồi?" Mộ Thiếu Phong mỉm cười, "Em yên tâm, anh về nói với ông, ông sẽ không để mặc chuyện này đâu." Hạ Noãn nói, "Nhưng tin tức phát ra lâu thế rồi, ông cũng không đi tìm chú ấy, em sợ mọi người đều đang mắng em, nói em giành chồng của em gái mình, nhưng anh biết đấy, em chưa từng nghĩ đến việc giành anh khỏi tay Phi Phi nhưng bị mọi người hiểu nhầm như vậy em thật sự rất đau lòng hạ noãn nước mắt trực trào mộ thiếu phong liền ôm chặt vào trong lòng noãn noãn em chịu ủy khuất rồi chúng ta kết hôn đi chỉ cần em thành vợ hợp pháp của anh xem ai còn dám nói xấu em nữa những lời đồn đó sẽ tự biến mất thôi hạ noãn ngẩng đầu trước mắt nhìn phong anh biết em rất thương em gái em ấy còn chưa gả vào mộ ra mà em gả vào trước thì em sợ em ấy sẽ đau lòng mộ thiếu phong dỗ dành cái này em không cần lo giờ anh sẽ đi nói chuyện với đặng đế tư anh không tin cho hắn 100 vạn mà hắn còn không chịu ly hôn với Hạ Phi, cô ta sẽ kết hôn với Mộ Ngự Lâm ngay thôi, Hạ Noãn nũng nịu. Vậy anh mau đi đi, cũng không biết Phi Phi nhặt đâu ra một người đàn ông thế này, em thật sự lo anh ta sẽ làm hại Phi Phi, Mộ Thiếu Phong xoa đầu an ủi rồi quay đi vẫy tay chào tạm biệt. Hạ Noãn hất tóc ra sau mà bĩu môi, đàn ông thật ngây thơ, tôi còn phải chọn qua chọn lại giữa anh và chú anh cơ, sao giờ có thể gả mình đi ngay chứ? Hạ Noãn bước từng bước dọc theo hành lang đến phòng làm việc của Mộ Ngự Lâm, giơ tay lên gõ cửa cửa vừa mở ra thì trước mặt của hạ noãn lúc này là hạ phi đang niềm nở mở cửa chào mừng chị vết thương trên người chị khỏi chưa mới vậy mà đã mua hạ noãn trả để hạ phi nói hết lời liền thẳng tay đẩy hạ phi sao cô cũng ở đây cút ra hạ noãn bắt đầu diễn thất ra em biết sai rồi xin anh tha thứ cho em đi hạ phi lửa giận trong lòng bùng lên vừa lấy tay xoa vừa chăm chú quan sát mới ra tay tàn nhẫn với mình xong liền lật mình diễn giỏi như thế không làm diễn viên thật đáng tiếc hạ noãn cố tình đứng trước bàn của mộ ngự lâm cúi người xuống một bên áo tuột xuống thất ra Em có chuyện quan trọng muốn nói riêng với anh, để Phi Phi tránh đi được không?" Mộ Ngự Lâm nhàn nhạt đáp, "Hạ Phi là vị hôn thê của tôi. Tôi và cô ấy không có bí mật." Hạ Noãn lại mắt long lanh giọng nói yếu ớt, "Nhưng em sợ nếu Phi Phi biết chuyện này sẽ gặp nguy hiểm, xin anh hiểu cho tấm lòng người làm chị này." Hạ Phi không nhịn nổi được nữa, "Hạ Noãn cô có thôi không?" Mộ Ngự Lâm trầm giọng ngăn cản, "Hạ Phi, đi pha trà cho anh đi." Hạ Phi liếc nhìn tức giận quay người đi, biết rồi, Hạ Phi trong mắt lúc này thoáng buồn, từ bé đến lớn, không có người đàn ông nào mà Hạ Noãn không quyến rũ được liệu mộ ngự lâm có ổn không có trung mỹ nhân kế của cô ta không cửa đóng lại hạ nõn giả bộ yếu đuối thất ra, em biết anh rất oán em nhưng em cũng không có cách nào khác thật ra em cũng không muốn gả cho mộ thiếu phong mộ ngự lâm chống tay lên bàn tựa đầu vào cô muốn nói cái này hạ nõn quỳ xuống gấp gáp nói còn nữa em vô tình nghe được mộ thiếu phong nhắc về di trúc của mộ lão gia hạ nõn thất thần nhìn mộ ngự lâm người đàn ông này đúng là càng nhìn càng có sức hút mộ ngự lâm nghi hoặc hỏi di trúc hạ nõn bị lời nói của mộ ngự lâm kéo về lại thực tại liền sững người khuôn mặt e thẹn như đóa hoa mai anh ta đã thông đồng với luật sư viết di trúc biết trên đó có viết chỉ cần cháu trai mộ gia cưới trưởng nữ hạ gia thì mới có tư cách làm tộc trưởng mộ gia thừa kế tập đoàn thất gia em mạo hiểm nói tin này cho anh anh tha thứ cho em có được không cô nói những thứ này chỉ là vì muốn tôi tha thứ cho cô hạ noãn mỉm cười em chỉ muốn phục vụ anh thật tốt hạ noãn bắt đầu động tay động chân vào người của mộ ngự lâm liền bị mộ ngự lâm dùng khí thế áp bức người bỏ tay ra hạ noãn còn cố tình lạt mềm buộc chặt thất gia từng ngón tay dài mảnh khảnh chạm vào người mộ ngự lâm đôi môi như cánh hoa anh đào mềm mịn noãn noãn không đủ tốt sao hạ phi từ bên ngoài đẩy cửa vào hét lớn ngự lâm trà của anh hạ noãn giật bắn người liền giả bộ đứng lên bao biện phi phi em đừng hiểu lầm hạ phi chống tay vào người hùng hổ đi vào chế diễu có gì phải hiểu nhầm chứ mà sao chị lại quỳ dưới đất vậy hạ noãn khẽ cười đây là bí mật giữa chị và thất gia không tiện nói cho em vừa nói hạ noãn vừa đứng dậy đi về phía Hà phi thất gia không thích uống hồng trà mà sao em không biết thế chị đi pha lý khác hạ phi biết hạ noãn làm khó liền tương kế tự kế mà trượt tay làm rơi ly trà xuống đất trà bị đổ ra bên ngoài làm ướt hết sàn nhà hạ noãn không tin vào mắt mình liền nói em hạ phi cười không để hạ noãn nói hết liền nói ây dô sao chị bất cần thế trong lòng thầm vui mừng lúc trước cô toàn dùng chiêu này hãm hại tôi lần này đến tôi chị cô rồi hạ noãn nghiến chặt răng con nha đầu chết tiệt dám giành lời thoại của mình hai tay nắm chặt liền nhanh chóng thả lỏng làm bộ mặt giả tạo đều là chị không tốt ly trà nóng quá nên không cầm được chị đi dọn dẹp ngay đây hạ noãn bước ra khỏi phòng mà trong lòng đã thêm cả núi tức giận hạ phi cô đợi đấy cho tôi hạ noãn đi ra ngoài hành lang nhìn trái ngó phải thấy không có ai rồi mới bắt đầu gọi điện thoại alo mẹ con đã nói cho thất gia nội dung di trúc rồi tuy anh ta tàn tật nhưng còn mạnh hơn mộ thiếu phong nhiều con muốn hai chú cháu bọn họ đều phải quỳ dưới chân con còn nữa hạ phi nhất định phải chết nếu không bị người khác phát hiện chân tướng thì chúng ta tiêu đấy hà mẫn liền nói con đưa nó về nhà mẹ có cách để nó biến mất ở trong văn phòng của mộ ngự lâm lúc này hạ phi khóa chặt cửa rồi quay sang tiến đến trước mặt của mộ ngự lâm chất vấn anh không nhìn ra cô ta quyến rũ anh sao mộ ngự lâm thản nhiên đáp không nhìn ra hạ phi tức giận nói đàn ông các người có vấn đề à nhìn thấy gái đẹp là ai kêu bằng không hết mộ ngự lâm liền vươn tay ra bất ngờ kéo cầm cô lại gần tôi không nhìn ra cô ta đẹp ở đâu hạ phi giữ người tất nhiên cô ta không đẹp rồi hất tay của mộ ngự lâm quay đi tóm lại anh đừng cắn câu cô ta nếu không tôi đi ngay đấy mộ ngự lâm khoanh tay trước ngực đáp được có điều em hất hỏng hồng trà của tôi rồi em phải ở cùng tôi một đêm hạ phi nhún vai đền thì đền có một cái bát thôi mà nhưng thực ra hạ phi đang hiểu nhầm ý của mộ ngữ lâm từ ở cùng đồng âm với đền từ đêm đồng âm với bát khi vừa nói xong thì hạ phi chợt nhận ra có cái gì đó sai sai lạ thật đấy mình hất đổ cốc trà mà sao lại phải đền cái bát hạ phi nhìn mộ ngữ lâm à mà sao anh không uống hồng trà mộ ngữ lâm giọng có chút buồn vì nó khiến tôi nhớ đến một người trong ký ức của mộ ngữ lâm hiện ra hình ảnh một người con gái đang tức giận hét lớn mộ ngữ lâm cho dù tất cả đàn ông trên đời này chết hết rồi thì tôi cũng không yêu anh chúng ta không còn quan hệ gì nữa cút ra khỏi thế giới của tôi ngay cho dù yêu chó tôi cũng không yêu anh không khí trong phòng chợt sững lại hạ phi thẩm mỹ ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể khiến mộ ngự lâm nhớ mãi không quên hạ noãn từ ngoài cầm chổi bước vào khẽ gọi thất gia, tôi về rồi hạ phi quay đầu liếc nhìn hạ noãn để đó đi lát sẽ có người đến dọn dẹp thời gian của thất gia rất quý trọng nếu chị nói xong rồi thì về đi hạ noãn đặt cây trổi xuống vậy tôi về trước đây thất gia có chuyện gì cứ tìm tôi cả hạ phi và hạ noãn đều cùng ra ngoài hạ noãn quay đầu lại nắm chặt lấy tay của hạ phi đúng rồi sáng nay ba mẹ đi du lịch về rồi mẹ nhớ em nên bảo em về nhà một chuyến hạ phi rụt tay lại từ chối tôi còn phải chăm sóc thất gia không rảnh mà về hạ noãn nói thất gia nhiều người hầu hạ như vậy em nghỉ một hôm cũng không sao đâu hạ phi mỉm cười chuyện này tôi không quyết định được cô phải đi hỏi thất gia trong ánh mắt của hai người đều mang sắc khí hạ noãn quay người rời đi để lại hạ phi mà đi thẳng hạ phi thầm nghĩ cô ta lại có ý đồ gì mà chủ động bảo mình về nhà Hạ Noãn vừa bước chân ra khỏi cửa liền gọi cho Hà Mẫn: "Mẹ, cô ta không chịu về, làm sao đây?" "Nếu vậy, thì đừng trách mẹ nhẫn tâm, con về trước đi, mẹ có cách khiến nó thân bại danh liệt." Hạ Noãn nghe thấy vậy liền yên tâm hơn phần nào. Hạ Phi đang đi ra ngoài khu vực ăn uống để uống nước chợt nghe thấy tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn, "Bảo bối, tan làm chúng ta cùng về nhà nhé." Hạ Phi nhìn thấy tin nhắn của đặng đế tư gửi đến mà tái xanh mặt, "Có ông chủ ác ma như Mộ Ngự Lâm, sao mình có thể tan làm đúng giờ được chứ?" Vừa nói xấu xong thì Hạ Phi bị Tần Hoành gọi, "Cô Hạ khiến cho hạ phi giật mình làm rơi cả cốc nước hạ phi ngoảnh đầu nhìn ai tần hoành đưa túi ra đây là bữa trưa của thất gia phiền cô đưa đến phòng làm việc hạ phi gượng cười nhận lấy được mà trong lòng đang gào thét mẹ ơi sao đi không có tiếng động gì hết thế chắc anh ta chưa nghe thấy lời mình vừa nói đâu nhỉ hạ phi cầm lấy hộp đồ ăn vừa đi vừa lầm nhầm đúng rồi hình như lúc nãy mình ép mộ ngự lâm uống hồng trà đứng trước cửa văn phòng hạ phi từ từ mở cửa có khi nào anh ta sẽ ghi hận không hạ phi bị trượt chân không kịp đứng thì bị ngã lao người về phía trước sắp ngã rồi Hạ Phi tưởng như ngã đến nơi rồi thì được Mộ Ngự Lâm kịp thời đỡ được Hạ Phi. Mộ Ngự Lâm trêu chọc Hạ Phi, cô làm trộm à? Hạ Phi cảm thấy bị trêu chọc liền bừng bừng nóng giận, ai làm trộm chứ? Đợi đã, lúc này Hạ Phi cảm thấy có cái gì sai sai. Thì ra Mộ Ngự Lâm động vào chỗ không nên động trên người của Hạ Phi. Hạ Phi đỏ ửng mặt đẩy tay của Mộ Ngự Lâm ra, tay anh để đâu đấy hả? Anh anh, anh sàm sỡ tôi. Mộ Ngự Lâm mỉm cười thần nhiên đáp, miễn cưỡng tính là cỡ bê tầm thế này mà cũng dám vu khống tôi sàm sỡ. Hạ Phi tức đến mức xì khói trên đầu, anh nói ai cỡ bê? mộ ngự lâm cười khà khà lẽ nào là c cô có tin được không hạ phi tức cạn cả lời trời mộ ngự lâm anh độc mồm độc miệng như vậy chẳng trách không có ai yêu mộ ngự lâm giả vờ trầm giọng hạ phi hạ phi nín chặt miệng từ tức giận thành tái xanh mặt xoay người bỏ đi muốn ăn chưa thì tự qua lấy dù nói vậy nhưng hạ phi vẫn tận tình dọn cơm ra cho mộ ngự lâm ăn đi mộ ngự lâm nhìn vào cơm chưa liền gây khó dễ để cho đùa hạ phi tôi muốn ăn cá lọc xương cho tôi hạ phi nắm chặt tay thành nắm đấm tên này muốn được nước lấn tới sao hạ phi thầm cười anh dám ăn thì tôi dám lọc hạ phi nhanh chóng gỡ từng chiếc xương nhỏ từ miếng cá ra rồi đút vào mùng của mộ ngự lâm khiến cho mộ ngự lâm kinh ngạc mở to đôi mắt hạ phi đếm thầm trong lòng ba hai một mộ ngự lâm nuốt xuống đến họng liền nhận thấy có vấn đề ủng khụ hạ phi đắc chí cười trong bụng trước dáng vẻ của mộ ngự lâm run hết cả người hạ phi nhìn thấy mộ ngự lâm như vậy liền quan tâm hỏi han sao thế có xương à chắc là do con cá này nghịch quá mọc thêm xương không thể trách tôi được mộ ngự lâm không nói được nhiều chỉ ho sù sụ, sụ nước tay chỉ về phía cốc nước chết bàn nha đầu thối lại muốn hại tôi hạ phi quay người đi nói nước không có tác dụng đâu phải uống giấm mới được giờ tôi bảo tần hoành đi mua anh uống một bình đảm bảo đỡ ngay mộ ngự lâm giữ chặt tay của hạ phi trong hòm cấp cứu có cái kẹp cô lấy xương ra giúp tôi đi hạ phi hậm hực ra mở cửa tủ lấy hộp cứu thương ra quên mất là ở đây có hòm cấp cứu thất sách quá mộ ngự lâm ho ngày càng lớn hạ phi tiến lại gần nâng đầu của mộ ngự lâm lên nhìn vào trong không thấy xương cá thôi anh ngoan ngoãn uống giấm đi mộ ngự lâm liền nói vậy là do tư thế của cô không đúng mộ ngự lâm ấn nút chỉnh ghế ngả ra sau cầm lấy tay của hạ phi kéo cô xuống đứng qua đây tư thế của hai người có chút mờ ám khiến cho hạ phi đỏ bừng mặt tư thế xấu hổ gì thế này dễ liên tưởng bậy bạ quá đi mộ ngự lâm vỗ nhẹ vào mông của hạ phi mở chân ra hạ phi cắn chặt môi phải đánh nhanh thắng nhanh mới được mộ ngự lâm mở miệng thật to hạ phi dùng nhíp đưa sâu vào cổ họng gắp xương ra khi xương cá vừa được đưa ra hạ phi liền thở dài được rồi ra rồi hạ phi đứng dậy định bước xuống thì mộ ngự lâm liền kéo hạ phi lại gần muốn đi không dễ dàng vậy đâu hạ phi chớp chớp nhìn mộ ngự lâm hả anh mộ ngự lâm và trần hạ phi cô cố ý để lại một xương cá hạ phi liền giơ tay ra giơ lên trời nghiêm túc nói anh đừng có vu oan cho người khác tôi thể tôi đảm bảo không để lại cái xương nào trong lòng hạ phi lúc này đang nổi sóng rõ ràng tôi bỏ lại tận mấy cái lận mộ ngự lâm đè chặt người của hạ phi xuống tôi không tin em phải chịu phạt mộ ngự lâm ấn đầu của hạ phi xuống khiến cho hạ phi không kịp trụ vững liền ngã xuống hai người liền trao cho nhau nụ hôn sâu hạ phi mở tròn mắt nhìn Hạ Phi cố gắng thoát ra thì bị Mộ Ngự Lâm giữ chặt người lại, đáng ghét. Hạ Phi liền cắn vào môi Mộ Ngự Lâm khiến cho Mộ Ngự Lâm phải buông ra, Mộ Ngự Lâm tức giận, em dám cắn tôi? Hạ Phi thở hổn hển, anh ăn hiếp tôi, tôi tất nhiên phải cắn lại rồi. Mộ Ngự Lâm chạm lên vết thương khẽ cười, tốt lắm, xem ra tôi trừng phạt vẫn chưa đủ. Bỗng từ bên ngoài có người gõ cửa khiến cho Hạ Phi hoảng hốt mà đứng thẳng người dậy, có người đến rồi. Mộ Ngự Lâm điều khiển xe chạy ra ngoài vừa đi vừa cảnh cáo, lần này tôi tha cho em, lần sau còn dám thế nữa thì đừng hòng thoát được. Từ bên ngoài bước vào một người phụ nữ xinh đẹp cất tiếng, "Thất ca." Mộ Miên Miên mang canh đi vào, Mộ Ngự Lâm im lặng không nói gì, Hạ Phi từ khe cửa nhìn thử xem người đó là ai thì phát hiện, "Mộ Miên Miên, sao lại là cô ta?" Mộ Miên Miên đặt canh xuống hàn huyên chút chuyện, "Thất ca, giờ anh ở một mình thế này cũng không ai chăm sóc, hay là chuyển về lão trạch đi." Mộ Ngự Lâm nhíu mày, "Khương Huệ Lan bảo cô nói vậy sao?" Mộ Miên Miên lấy thìa khuấy đều để múc ra chờ dừng tay lại, Mộ Ngự Lâm nói tiếp, "Năm xưa lúc biệt thự bốc cháy, bà ta không cho phép ai vào tìm tôi." sao giờ đột nhiên lại quan tâm tôi thế mộ miên miên quay sang giải thích lúc trước là mẹ nuôi không đúng nếu không phải em cứu anh ra hậu quả khó ngờ giờ bà ấy bảo anh về lão trạch rồi cũng là muốn trục tội cho mình và thiếu phong mộ miên miên vươn tay ra muốn chạm vào tay của mộ ngự lâm thì mộ ngự lâm rút tay lại phì cười trục tội mộ miên miên nhẹ nhàng xoa dịu thất ca anh bớt giận đi cha nuôi đã dạy dỗ bà ấy và thiếu phong rồi cái này là tự em nấu đấy anh nếm thử đi mộ miên miên bê canh cho mộ ngự lâm mộ ngự lâm cũng không nói gì thêm cầm lấy hạ phi từ trong phòng ánh mắt mang đầy sắc khí phát sáng chửi thầm trong lòng mộ ngự lâm tên khốn này giữ tôi ở bên cạnh không cho đi mình thì lại anh anh em em với người phụ nữ khác không nhịn được mà đẩy cửa bước ra hai mắt nổi lửa hạ phi hét lớn để tôi đút cho mộ tổng mộ miên miên ngạc nhiên nhìn hạ phi hạ phi sao cô lại ở đây hạ phi mỉm cười lấy lệ cái đó chào mộ giáo sư tôi là vợ chưa cưới của tổng tài mấy chuyện này cứ để tôi làm là được rồi mộ miên miên tối sầm mặt lại nở nụ cười thân thiện nói tôi và thất ca cùng lớn lên bên nhau đều là tôi chăm sóc anh ấy nên cũng quen rồi hạ phi cũng không chịu thua liền nói nhưng giờ tôi là vợ chưa cưới của anh ấy chăm sóc anh ấy là nghĩa vụ của tôi hai người không ai chịu thua ai một cuộc chiến ngầm nổ ra chén canh bị giành qua giành lại mộ ngự lâm hò nhẹ miên miên đưa bát canh cho hạ phi mộ miên miên trên mặt có chút thất vọng nhìn mộ ngự lâm nhưng cũng buôn tay ra vậy thì phiền cô rồi hạ phi gật đầu lấy lệ mà múc từng muỗng cho mộ ngự lâm mộ miên miên liền giả bộ đúng rồi luận văn tốt nghiệp của cô tôi xem qua rồi còn có chút vấn đề cần sửa lại từ đầu hạ phi nghe đến đây bất ngờ chọc thẳng muỗng vào mồm của mộ ngự lâm ngoảnh đầu sang nhìn mộ miên miên lại sửa mộ ngự lâm gạt tay hạ phi ra ho sặc sụa cô muốn đâm chết tôi hả à xin lỗi hạ phi nghiến chặt răng luận văn này mình sửa mấy mấy lần rồi sao lần nào cô ta cũng tìm ra lỗi thế mộ miên miên mỉm cười bước ra đến cửa còn quay lại chăm chọc hạ phi hình như không biết chăm sóc người khác lắm sao em sẽ dạy dỗ cô ấy cách làm một người vợ chưa cưới hợp cách không làm phiền thất ca nữa em đi làm trước đây hạ phi tức giận tay chống lạnh thở phì phò cái gì chứ nói cứ như cô ta mới là vợ chưa cưới của anh ấy mộ ngự lâm quay người trở lại bà nói hôm nay cô nghỉ ngơi sớm đi mai đến công ty làm việc tiếp hạ phi há hốc mồm, hả tôi có thể tan làm rồi mộ ngự lâm phì cười thế nào cô muốn ở lại tăng ca cùng tôi hạ phi vội vàng bước ra cửa quay lại mỉm cười tất nhiên là không anh không được nuốt lời đâu đấy hạ phi bước đến xuống sảnh liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho đặng đế tư xin lỗi nhé đặng đế tư hôm nay tôi phải về nhà một chuyến anh đừng đợi tôi nữa một bà cụ từ đâu xuất hiện va vào người của hạ phi Aiso, Hạ Phi quay sang hỏi Han: Xin lỗi bà không sao chứ? Bà cụ mỉm người, Có sao? Cô gái, tôi lạc đường rồi. Cô biết đến nhà Lý ở Hồ Đồng đi thế nào không? Hạ Phi cẩn thận dìu bà cụ. Hồ Đồng cũng không xa chỗ này lắm, nhưng phải qua đường mấy lần cơ. Để cháu đưa bà đi. Một chiếc xe phi nhanh đến. Hạ Phi hét lớn: Cẩn thận! Thì bà già này phối hợp cùng đồng bọn đẩy Hạ Phi vào trong xe. Mau, đừng để cô ta chạy. Hạ Phi bị bắt cóc. Chiếc xe của bọn bắt cóc nhanh chóng rẽ vào một con hẻm. Hạ Phi hét lớn: Các, các người muốn làm gì? tôi chỉ là một sinh viên nghèo thôi không có tiền một tên đeo khẩu trang đội mũ nói cô em à bọn anh không cần tiền của em tên kia liền nói thêm chỉ cần em ngoan ngoãn quay video cùng bọn anh thì bọn anh sẽ thả em đi hạ phi khẽ nói video trong não hạ phi nhảy số bọn họ được thuê để bắt cóc mình hạ phi bình tĩnh nói là ai thuê các người người đó cho các người bao nhiêu tôi có thể cho các người gấp đôi không gấp ba tên bắt cóc đội mũ liền nắm chặt cổ tay của hạ phi cười gian xảo chẳng phải mới nói là sinh viên nghèo không có tiền sao hạ phi đáp tôi không có tiền nhưng chồng sắp cưới của tôi có các người muốn bao nhiêu anh ấy đều có thể cho các người tên đội mũ do dự rồi nhìn tên đầu sỏ lão đại anh thấy sao tên lão đại này liền xoa cầm suy nghĩ một hồi rồi nói giới này cũng có quy tắc cả thả nó ra mày lăn lộn trong giới này thế nào hơn nữa con này xinh đẹp như thế cho dù không được tiền ta cũng muốn tên lão đại nâng cằm của hạ phi lên ngắm nghía trong khuôn mặt này đi mịn màng biết mấy hạ phi giơ tay lên tát cho hắn một cái cút ra tôi cảnh cáo các người vị hôn phu của tôi là tổng tài tập đoàn mộ thị nếu mấy người ăn hiếp tôi thì anh ấy sẽ không bỏ qua cho các người đâu tên lão đạo bị giáng cho một cái bạt tai liền nổi điên ta khinh may mà là tổng tài phu nhân thì ta là bố tên tổng tài đó lão nhị giữ nó lại tên lão nhị liền tiến lên ghì hạ phi chặt xuống sàn ngoan ngoãn vào hạ phi vùng vẫy đám xúc sinh buông tôi ra tên lão đại nhìn từ trên cao xuống ta khuyên mày đừng dễ dụa nữa giữ sức lát dùng bà già lấy máy quay ra nói mấy người nhanh lên hạ phi sợ hãi la hét đừng đừng qua đây đừng đừng qua đây cứu với hạ phi trừng mắt nhìn phía sau tên lão đại này hắn vẫn chưa biết chuyện gì còn mạnh miệng ngoan ngoãn vào thì bị một cánh tay túm ném ra ngoài mấy tên đồng bọn bị đẩy ra khỏi xe ai đặng đế tư xuất hiện hạ phi em sao rồi hạ phi sợ hãi mềm nhũn người đặng đế tư tôi tưởng mình chết chắc rồi đặng đế tư ôm hạ phi vào lòng làm chỗ dựa vững chắc cho hạ phi nhẹ nhàng an ủi bảo bối đừng sợ có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu đặng đế tư bế hạ phi bước ra khỏi xe một vệ sĩ chạy đến báo đã bắt được bà già và tên đầu sỏ kia rồi nhưng hai tên còn lại thì chạy được rồi đặng đế tư giọng trầm xuống tìm cho tôi không bắt được thì đừng có về hạ phi ở trong lòng đặng đế tư nhìn thấy vẻ ngoài nghiêm túc của đặng đế tư mà thầm nghĩ đặng đế tư bình thường cứ hi hi ha ha suốt lần đầu mình thấy anh ta tức giận thế này đặng đế tư cúi đầu nhìn hạ phi khiến cho hạ phi giật mình đặng đế tư nói sao đột nhiên lại muốn về nhà hạ phi giọng vẫn còn run rẩy đáp tôi muốn về hỏi bà sao lại đồng ý để tôi gả thay ai ngờ đặng đế tư thơm nhẹ lên chán an ủi không cần nói nữa May là em không sao, nếu không tôi điên lên mất. Cậu ta đưa em về trước, đợi tôi bắt được hai tên kia rồi qua đón em. Hạ Phi gật đầu, ừm, được đưa về lại công ty liền đi thẳng lên văn phòng của Mộ Ngự Lâm gõ cửa. Mộ Ngự Lâm ngồi ở trong lên tiếng, vào đi. Hạ Phi bẽn lẽn nói, tôi có chút việc muốn ở trong này đợi một người. Mộ Ngự Lâm gật đầu đồng ý, ừm, Hạ Phi nhanh chóng bước vào trong phòng nghỉ, Hạ Phi ngồi nghĩ ngợi, người biết mình làm việc ở tập đoàn một thị không nhiều. Hạ Noãn mới hẹn mình về nhà ăn cơm thì mình lại bị bắt cóc, thế này cũng trùng hợp quá đấy, chuyện này cũng là cô ta làm sao đúng lúc này điện thoại đổ chuông là hạ noãn gọi đến hạ noãn vừa thấy hạ phi bắt máy liền nói phi phi à sao em vẫn chưa về nhà hay là có chuyện gì rồi hạ phi chợt thấy lạ bình thường không hỏi han gì mình hôm nay lại quan tâm như thế chắc chắn là có vấn đề hạ phi lấy lại bình tĩnh đáp tôi đã nói tôi sẽ không về rồi chị hỏi như vậy là hy vọng tôi gặp chuyện gì sao hạ noãn cười thầm đâu có chị còn tưởng em chỉ giận nên mới nói thế thôi phi phi em đừng vì chuyện của chị và thiếu phong mà giận dỗi cả ba mẹ hạ phi chán ghét sự giả vờ của hạ noãn mà nói thẳng tên rác rưởi mộ thiếu phong đó ai thích thì cứ nhặt thoải mái anh ta còn nói gì mà muốn sinh con với tôi để hết tài sản cho tôi Ha, à. ai thèm chứ chồng sắp cưới của tôi nhiều tiền hơn anh ta nhiều hạ noãn bị hạ phi chọc tức liền thay đổi thái độ cô nói láo thiếu phong sao có thể để hết tài sản cho cô được hạ phi phát hỏa tin hay không thì tùy tôi phải đi ăn tôm hùm tổ yến với chồng sắp cưới đây tạm biệt hạ phi đúng lúc nhìn qua thấy mộ ngự lâm đang xem tài liệu liền mỉm cười giải thích gì nhỉ tôi chỉ chọc tức cô ta thôi anh không cần mời tôi đi ăn tôm hùm với tổ yến đâu mộ ngự lâm im lặng không nói gì về phía hạ noãn cô ta đang tức giận mà hét lớn con nhóc chết tiệt dám cúp máy dựa vào đâu nó được ăn tôm hùm tổ yến còn con phải ăn mấy đồ rẻ tiền chứ hà mẫn ngồi cạnh an ủi con gái ngoan đừng giận mẹ nghĩ cách cho con đúng lúc này hạ viêm bố của hạ phi bước từ trong phòng bước và nói hai người gọi điện chưa mấy giờ phi phi về hà mẫn tức giận chút bực dọc lên hạ viêm mà đáp hạ phi nó cúp máy rồi không chịu về còn chưa gả vào mộ ra đâu mà đã dở thói thiếu nãi nãi hạ viêm kéo ghế ra vừa ngồi xuống vừa nói thất ra bị tàn tật cần người chăm sóc nó không về thì thôi chúng ta ăn cơm hà mẫn đập tay xuống bàn la lối khi xưa tôi bảo gả hạ phi gả thay ông còn không đồng ý nhìn xem giờ nó sống tốt biết mấy ông cũng nên thúc giục mộ ra để họ mau cưới tiểu noãn về đi hạ viêm cau mày nhìn hà mẫn bà muốn hai đứa nó mau kết hôn thì đi dục mộ thiếu phong đi dục tôi có tác dụng gì hà mẫn nghiến chặt răng đập mạnh tay xuống bàn tôi mặc kệ chúng ta còn phải trả món nợ 50 vạn nhân dân tệ đấy tiểu noãn nếu không gả vào mộ ra thì ông đi mà tìm hạ phi bảo nó đòi tiền mộ thất ra hạ viêm bị hà mẫn cằn nhằn mà tái xanh mặt đừng có làm toáng lên thế ai bảo bà đã không có tiền còn đua đòi mua đá quý hà mẫn giận dữ quát lại tôi mặc kệ nếu không tôi bán cái nhà này đấy hạ viêm đứng dậy buồn bã nói tôi giờ tôi về công ty tăng ca kiếm tiền hạ viêm lầm lũi cầm áo bước ra cửa hà mẫn chả nói gì chỉ nhìn bóng lưng của hạ viêm dần xa hạ noãn quay sang nhìn hà mẫn mẹ ông ấy thật sự sẽ tìm hạ phi xin tiền sao hà mẫn thở dài hạ viêm bị bệnh tim ông ta không đi thì mẹ bán nhà cho ông ta tức chết như vậy bí mật của chúng ta sẽ không còn ai biết nữa rồi trên xe trở về mộ ra hạ phi đứng ngồi không yên nhìn vào điện thoại đọc tin nhắn của đặng đế tư gửi đến bảo bối bắt được hai tên đó rồi anh phải đích thân thẩm vấn không đi đón em được hạ phi gõ từng ngón tay lên trên màn hình ừm tôi biết rồi xe vừa đến mộ ra thì tuyết rực đã chạy thật nhanh nhào vào người hạ phi bỏ mặc mộ ngự lâm bên cạnh nó liếm mặt của hạ phi vui mừng vẫy đuôi hạ phi xoa xoa đầu của nó con trai ngoan ra đón bọn mẹ à tuyết dực sủa gâu như muốn đáp lại người hầu trong nhà đi đến đưa khăn cho mộ ngự lâm liền hỏi thất ra tối nay ngài muốn dùng gì tôm hùng với tổ yến hạ phi hóng tay sang bên cạnh nghe thấy thế trong lòng nở hoa gì thế này mộ ngự lâm bảo đầu bếp chuẩn bị đồ mình muốn ăn lẽ nào anh ta đột nhiên nhặt lại được lương tâm rồi mộ ngự lâm nhìn thấy hạ phi cứ nhìn chằm chằm mình liền nói thế nào trên mặt tôi dính gì à hạ phi lắc đầu không tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi mộ ngự lâm ngạc nhiên cảm ơn gì tôi có nói là cho cô ăn à hạ phi nghe đến đây như bị dội một gáo nước lạnh mộ ngự lâm liền đưa tay ra nắm chặt cổ tay của hạ phi cô muốn ăn cũng được chỉ cần hạ phi thấy mộ ngự lâm ngấp ngứ như vậy hỏi lại cần gì mộ ngự lâm nói rõ từng chữ một cởi đồ hạ phi vung tay thoát ra khỏi tay của mộ ngự lâm giận dữ nói anh 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 đừng tưởng vì một bữa ăn mà tôi sẽ bán thân mộ ngự lâm phì cười cô thấy thân hình của mình có đáng giá bằng một con tôm hùm không hạ phi giống như một chú mèo con sù lông mộ ngự lâm anh chơi tôi mộ ngự lâm ngoắc ngoắc tay về phía của người làm mà nhắc nhở hạ phi cho cô 10 phút thay đồ vận động đến phòng tập gym tìm tôi hạ phi ngạc nhiên phòng tập gym tuy không biết mộ ngự lâm sẽ làm gì nhưng mà hạ phi vẫn nghe theo ý của mộ ngự lâm mộ ngự lâm thấy dáng vẻ nghe lời của hạ phi mà vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày cô đều phải chạy bộ nửa tiếng cử tạ 20 lần chống đấy 50 lần hạ phi một người mù thể dục nghe đến đây mà không khỏi cảm giảm như vậy thà anh giết tôi luôn còn hơn mộ ngự lâm nhìn đồng hồ bắt đầu tính giờ phải hoàn thành trong một tiếng cứ quá một phút thì phạt chạy bộ một nghìn mét bắt đầu hả Hạ Phi vừa chạy bộ vừa thở không ra hơi, Mộ Ngự Lâm, tôi đắc tội anh hả? Tôi bị người ta bắt đi anh không chừng phạt kẻ ác, mà lại đi giày vò tôi, bất công. Đang chạy thì bỗng Hạ Phi bị trẹo chân ngã đập mặt xuống, đau quá. Mộ Ngự Lâm đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt, kẻ yếu không có tư cách đòi công bằng, dậy, tiếp tục chạy. Hạ Phi bật người đứng dậy hét lớn, anh thích thì đi mà chạy, tôi không làm nữa, anh máu lạnh như vậy, đáng đời bị thiêu. Mộ Ngự Lâm nghe đến đây bị chọc giận bắt lấy tay của Hạ Phi lại mà cảnh cáo, cô càng ngày càng to gan đấy. Hạ Phi bị nắm chặt đau đến mức muốn khóc nhưng vẫn cứng họng, buông tay ra, "Tôi từng thề rồi, ai còn dám bắt nạt tôi thì tôi sẽ trả lại gấp 10 lần." Mộ Ngự Lâm nhếch mép, "Cô có bản lĩnh đó sao?" Mộ Ngự Lâm đột ngột buông tay ra khiến cho Hạ Phi mất thăng bằng ngã xuống đất, Mộ Ngự Lâm thở dài, "Thế giới này tàn khốc hơn cô tưởng nhiều. Tất cả đều phải dùng thực lực nói chuyện." Hạ Phi giận dữ, "Thực lực?" Mộ Ngự Lâm xoay người bỏ đi, Hạ Phi hét lớn, "Chuyện hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ. Tương lai tính sổ với anh sau." Mộ Ngự Lâm quay đầu nhìn lại khiêu khích, "Tôi đợi cô." hạ phi dùng toàn sức lực đứng dậy bước lên máy chạy bộ một lần nữa ra sức tập luyện chết tiệt mình phải trở lên mạnh hơn một tiếng sau hạ phi mệt lử người nằm thẳng ra sàn hồn lìa khỏi xác mệt chết mất tên mộ ngự lâm đúng là ma quỷ điện thoại trên bàn chợt reo lên hạ phi lê thân người nhức mỏi với lấy vừa nhìn vào màn hình hạ phi giật mình mộ miên miên cô ta tìm mình làm gì muốn nói về luận văn hay nói về thanh mai trúc mã của cô ta hạ phi ấn nút giáo sư mộ cô tìm tôi có chuyện gì mộ miên miên bên này đáp đúng tôi muốn nói với cô về chuyện luận văn Hạ Phi thừa hiểu ý của cô ta liền nói, đêm khuya bàn chuyện luận văn, còn gấp gáp gọi cho tôi hơn 20 cuộc điện thoại, hừ, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô, Mộ Miên Miên bên này bị bắt bài liền ho khan, đó là vì sáng tôi còn phải hướng dẫn nghiên cứu sinh làm hạng mục, chỉ có tối mới có thời gian gọi cho cô, lúc nãy cô đi đâu vậy, sao lâu vậy mới nghe điện? Hạ Phi nghe thấy thế liền phì cười cố tình nói mập mờ, có làm gì đâu, chỉ là Ngự Lâm cứ kéo tôi đi vận động, nhập tâm quá nên không nghe thấy tiếng điện thoại reo ấy mà. Mộ Miên Miên nghe thấy vậy nổi giận đùng đùng hét lớn, không thể nào! Thất Ca bị tàn tật, sao có thể làm chuyện đó với cô được?" Hạ Phi cố tình thở dài, "Anh ấy tàn tật, nhưng tôi thì không, hơn nữa lực của Ngự Lâm cũng lớn lắm." Mộ Miên Miên quát xuyên qua điện thoại, đồ mặt dày, luận văn tốt nghiệp của cô còn chưa qua đâu, còn có tâm tư đi quyến rũ thất ca của tôi. Hạ Phi tối sầm mặt, "Giáo sư Mộ, luận văn của tôi chưa qua thì liên quan gì đến việc tôi và vị hôn phu của tôi làm gì, còn nữa luận văn của tôi rốt cuộc là chỗ nào không tốt, cô nói rõ đi." Mộ Miên Miên còn chưa nguôi giận liền nói luận điểm không rõ, luận cứ không đủ, dùng từ còn kém, tóm lại viết lại hết hạ phi đáp trả luận điểm của tôi rõ ràng chưa kịp nói xong mộ miên miên đã cúp máy khiến cho hạ phi ngây ngốc nhìn điện thoại hạ phi trả buồn để ý nữa đứng dậy quay trở lại phòng mấy người họ mộ đều vô lý như vậy chứ mai tôi xin nghỉ về trường không tin anh còn nói gì được tôi hạ phi vừa mở cửa phòng ra chợt sững người trên bàn lúc này có cả bát yến và đĩa tôm hùm thơm phức hạ phi lại gần người người không ngờ mộ ngự lâm cũng giữ lời phết thơm quá hạ phi lấy điện thoại ra chụp vài tấm không biết hạ nõn nhìn thấy sẽ có vẻ mặt gì nhỉ hạ phi đăng ảnh lên wechat bữa tối hôm nay ngon tuyệt quá đi những người quen biết liền vào bình luận diệp hiếu hiếu nhắn bạn yêu à cậu phát tài rồi ư cầu bao nuôi tô dung bình luận chẳng phải mới bị bạn trai đá sao lại vớ được phú nhị đại rồi à đặng lệ nhắn thổ hào à bao giờ mời bọn tôi ăn cơm hạ phi đọc xong tức giận đập mạnh tay xuống bàn chẳng thấy động tĩnh gì ngược lại là tôn dung đúng là bạn thân của hạ noãn đợi đấy sớm muộn cũng cho cô đẹp mặt hạ phi bỗng nhìn thấy tờ giấy của mộ ngự lâm nhắn 8 giờ sáng mai đi đến cục cảnh sát hạ phi mỉm cười rồi từ từ thưởng thức Sáng hôm sau, Hạ Phi cùng Mộ Ngự Lâm đến cục cảnh sát. Hạ Phi thắc mắc, chúng ta đến đây làm gì? Lấy lời khai, đội trưởng Lưu nhìn thấy Mộ Ngự Lâm liền cung kính chào. "Mộ tổng." Mộ Ngự Lâm chào lại, "Đội trưởng Lưu, thẩm vấn thế nào rồi?" Đội trưởng Lưu liền lấy một tập lời khai đưa cho Mộ Ngự Lâm. "Thẩm vấn cả đêm rồi nhưng bọn chúng nói không biết người thuê là ai. Đây là nội dung nói chuyện của chúng." Hạ Phi cũng ngó đầu nhìn xem thử. "Nội dung nói chuyện, người thuê, 6 giờ Hạ Phi tan làm lưu ý động tĩnh của cô ta, người thuê. Cổng công ty có 6 bảo vệ tuần tra, đằng sau bốn người các người nghĩ cách dụ cô ta ra rồi ra tay nhớ tránh camera đám bắt tóc yên tâm chúng tôi rất chuyên nghiệp người thuê sau khi chuyện thành số tiền còn lại sẽ gửi vào tài khoản hạ phi nhìn thấy vậy ngẫm nghĩ một chút lạ thật người này có vẻ rất quen với hoàn cảnh công ty của mộ ngự lâm không giống hạ noãn hạ phi đẩy xe của mộ ngự lâm theo chân của đội trưởng lưu mộ ngự lâm hỏi thẳng thẻ ngân hàng của người thuê thì sao đội trưởng lưu đáp cũng cha rồi chủ nhân của tài khoản không hề biết chuyện chắc có người cướp dùng tài khoản của anh ta người ở đây cả rồi mộ tổng muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi đội trưởng lưu để tập tài liệu xuống bàn tên bắt cóc đội mũ sợ hãi cầu xin hạ tiểu thư cô tha cho chúng tôi đi tôi thật sự không biết là ai muốn hại cô bà già bên cạnh cũng bắt đầu khóc lóc số tiền đó tôi vẫn chưa tiêu cô bỏ qua cho tôi đi hạ phi tối sầm mặt đứng ra dậm mạnh chân chấp vấn bọn chúng lúc mấy người bắt cóc tôi có từng nghĩ sẽ bỏ qua cho tôi không tên lão đại nghiến chặt răng lao lên về phía của hạ phi khiến cho hạ phi hoảng loạn hạ phi vô thức lùi lại phía sau mộ ngự lâm liền giang tay ra kéo hạ phi vào trong lòng hửng đội trưởng lưu ở bên cạnh liền cưỡng chế hắn bằng một cú đấm khiến cho hắn học máu mồm tên lão đại gục ngã xuống đất bị ghì chặt trên nền đất đau đến mức không thể đứng dậy được nữa liền rên rỉ tôi nhận tội nhận tội mau đưa tôi vào tù đi hạ phi nhìn hắn như vậy liền cảm khái hắn ta điên rồi sao mà lại chủ động xin vào tù mộ ngự lâm thả tay ra lắc đầu so với bị tra thẩm ở đây vào tù là một sự giải thoát đội trưởng lưu quay sang nhìn mộ ngự lâm mộ tổng mấy tên này được đi phán hình chưa mộ ngự lâm xua tay không vội đổi nơi khác tiếp tục tra thẩm tên lão đại bị hai người cảnh sát khác lôi đi hắn vừa đi vừa cầu xin xin giết tôi đi tôi không chịu nổi nữa hạ phi nhìn sang bên mộ ngự lâm mà run người cầm cập hứng thú của tên này lẽ nào là tra tấn người mộ ngự lâm quay sang nhìn đội trưởng lưu người hạ ra đâu ở phòng bên cạnh hạ phi bước vào vừa mở cửa ra thì cả ba người nhà hạ ra đều nhìn qua hạ viêm vội vàng chạy ra nắm chặt vai của hạ phi mà không kìm được cảm xúc hai tay run run hạ phi thấy vậy an ủi ba à, con không sao xin lỗi tối qua không gọi điện báo bình an cho ba Hạ Viêm nghe thấy vậy nhẹ cả người. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Hà Mẫn Câu có mặt mày quay đi. Tôi đã nói rồi, con nhóc này sống dai được chứ. Thương thay cho tôi và Tiểu Noãn, cả một đêm không được ngủ, còn bị tra hỏi như phạm nhân. Hạ Viêm tức giận quay sang quát, đủ rồi. Phi Phi gặp chuyện như vậy mà bà còn ngồi đó oán trách. Hà Mẫn tức giận đập bàn nói lại, Hạ Viêm, ông hết cái gì? Nó chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó sao? Tôi nói hai ba câu không được hả? Hạ Noãn đứng dậy an ủi Hà Mẫn rồi khuyên bảo Hạ Phi. Phi Phi, làm người phải có lương tâm, mẹ vất vả nuôi em lớn bao nhiêu khó khăn sao em có thể nói bà ấy như vậy hạ phi giận dữ nhắc lại bà ấy vất vả nuôi tôi năm tôi 6 tuổi bà ấy vứt tôi ở nhà bà ngoại không hỏi han lấy nửa câu số lần đến thăm tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay hạ phi nhớ lại từng câu từng chữ của hà mẫn từng nói đợi nó học hết tiểu học ở đây rồi thì tôi đón nó về học trường nội chú máy thành niên rồi muốn học đại học thì tự kiếm tiền mà đóng học phí nhà này nghèo không có tiền nuôi mày hạ noãn bị nói như vậy liền ngậm chặt miệng lại không dám nói gì hạ phi bước lên phía trước hỏi trước đây tôi chỉ thấy bà thiên vị nhưng bây giờ tôi thật sự muốn hỏi hạ phi chống tay xuống bà nhìn vào mắt của hà mẫn từng từ từng chữ một như chút hết tất cả những nghi ngờ của bản thân mẹ con thật sự là con ruột của mẹ sao câu hỏi của hạ phi khiến cho hà mẫn và hạ noãn đổ mồ hôi hột hà mẫn gượng gạo trả lời con con tất nhiên là con ruột của ta rồi một bàn tay ấn vai bà ấy hạ noãn đến bên cạnh hà mẫn lên tiếng phân trần phi phi à mẹ là khẩu xà tâm phật thôi thật ra mẹ rất lo lắng cho em hôm nay nghe nói em bị bắt cóc mẹ gần như khóc òa lên vậy hà mẫn phụ họa theo đúng đúng Hạ Phi nói, nếu hai người lo lắng cho tôi như vậy thì phối hợp điều tra đi, nói xem hai ngày nay hai người liên lạc với những ai. Hạ Noãn trột dạ hỏi, em nghi ngờ chị sao? Chị là chị ruột của em đấy, ở bên đây Ngự Lâm nghe được chuyện hỏi thuộc hạ, hai ngày nay bọn họ liên lạc với những ai? Thuộc hạ báo cáo, Hà Mẫn thì liên hệ với những phu nhân khác, Hạ Viêm thì chỉ gọi điện cho Hà Mẫn, Hạ Noãn thì gọi điện thoại với mười mấy người bạn học để thương lượng chuyện họp lớp, bên trong Hạ Noãn nước mắt trào ra, giờ em hài lòng chưa? Chị biết em hận chị muốn thẩm vấn, thì thẩm vấn mình chị thôi, ba mẹ lớn tuổi rồi em đừng dày vò họ nữa em muốn hại bệnh tim của ba tái phát sao nghe lời này hạ phi giật mình cô im lặng chẳng biết suy tính chuyện gì cô quay sang bảo mộ tổng để họ về đi mộ ngự lâm ra lệnh có thể bảo lãnh nhưng không được ra nước ngoài phải phối hợp điều tra mọi lúc thuộc hạ gật đầu nhận lệnh thuộc hạ quay đi nói vậy tôi đi làm thủ tục mọi người lần lượt bước ra ngoài lúc này hạ phi mệt mỏi ngồi phịch xuống cô nói chuyện này chắc không phải hạ noãn làm đâu cô ta không có bản lĩnh lớn như thế người muốn hại tôi không những ăn cắp tài khoản ngân hàng của người khác mà còn quen tình hình bảo vệ của công ty anh tôi nghi ngờ là người mà cô cho rằng chính là mộ miên miên ngự lâm liền phủ nhận không phải cô ấy thái độ này của anh là cô ngờ vực cô lao đến chất vấn anh còn chưa xem xét thì sao lại khẳng định không phải cô ta anh hỏi ngược lại vậy sao cô lại khẳng định là cô ấy cô chỉ ra điểm nghi ngờ anh đừng giả ngốc kẻ mù cũng có thể nhìn ra là cô ta thích anh giờ tôi lại là vị hôn thê của anh cô ta tất nhiên sẽ anh chêm vào miên miên sẽ ghen tị với cô cô bị nói chúng tim đen liền xù lông này mộ ngự lâm anh có ý gì hả bộ tôi không xứng được mộ miên miên ghen tị sao anh thản nhiên nói ý mặt chữ cô tức giận một mạch bỏ đi không tin thì thôi tôi tự điều tra rõ ràng sau đó cô đóng sầm cửa đứng tựa lưng vào nó trong lòng dâng lên nỗi chua xót sao anh ta lại tin tưởng mộ miên miên vậy chứ quả nhiên vị hôn thê hàng nhái như mình không thể sánh được với thanh mai trúc mã như người ta cô định không nghĩ thôi vậy vừa định xoay người rời đi bỗng dưng va phải người đàn ông đầu cô đau rát định mở miệng xin lỗi thì đã thu vào lại người kia ôm lấy eo cô anh ta ghé sát nói vào tay cô phi phi tật đi không nhìn đường của em bao giờ mới sửa được cô nhận ra giọng nói này lập tức đẩy người đó mắn anh có tư cách gọi tôi là phi phi sao cô dùng tay phủi phủi chỉnh đốn chàng trai theo vai vế giờ anh nên gọi tôi là thím thiếu phong khó chịu nói em còn chưa kết hôn mà đã tính vai vế với tôi cô cho rằng cho dù chưa kết hôn thì tôi cũng là vị hôn thê của chú bảy của anh anh không gọi là thím thì cũng nên gọi tiếng gì chứ nhỉ thiếu phong vồ đến hạ phi cô đừng hòng dở giọng trưởng bối với tôi cô nhanh chóng lùi về sau tránh né thiếu phong thấy vậy thu lại bàn tay anh ta rơi vào trầm tư im lặng từ đằng sau ngự lâm cất tiếng khiến cô giật mình gọi gì hạ phi chống tay đắc ý nói nghe thấy chưa chú anh bảo gọi tôi là gì kia kìa thiếu phong ê chế nghiến răng nghiến lợi ngự lâm thừa biết trong lòng thiếu phong nghĩ gì nhưng vừa hỏi thế nào cậu có ý kiến với vị hôn thê của tôi thiếu phong dù không cam tâm vẫn khẽ gọi tiếng gì hạ phi cố tình đến gần trêu chật chật sao nói nhỏ vậy mà cũng không biết cúi lưng chào gì cả thiếu phong bị chọc quê liền quát cô đừng quá đáng quá hạ phi không ngại mà phân trần bộ mặt giả tạo của thiếu phong anh ngoại tình không quá đáng tôi bảo anh cúi lưng thì quá đáng à lúc anh bám váy với chị tôi chẳng phải sướng lắm sao ngoan ngoãn ghê lắm mà Thiếu Phong tức giận phản bác cô nói vớ vẩn gì vậy. Cô lấy ra chiếc điện thoại cầm trên tay đe dọa, không muốn thừa nhận à, chị tôi nói hết với tôi rồi có muốn xem thử tin nhắn không. Nói đến đây Thiếu Phong liền biết điều cuối lưng gọi gì, sự thật trong lòng cô đang cười hô hô không ngớt, chẳng có tin nhắn gì. Lừa vậy mà cũng tin, bề ngoài cô nặn ra vẻ mặt hài lòng, giả vờ nắm thóp tên kia ngoan vậy mới đúng chứ. Sợ rằng bí mật bị bại lộ Thiếu Phong quay đi bịa chuyện tôi còn có chuyện đi trước đây, ở đây Hạ Phi vẫy tay nói vọng theo, cháu trai đừng ngại mà đợi đến Tết thím cho cháu lì xì nha bên ngoài bệnh viện anh ta đang một mình lửng thửng đi từ đâu hạ nõn bắt gặp gọi thiếu phong cô ta đuổi theo không ngừng hỏi chẳng phải anh đến đón em sao sao chẳng nói gì đã đi rồi đột nhiên anh ta quay lại với ánh mắt trở nên tràn đầy sắc khí anh ta công phẫn mắng hạ nõn tiện nhân cô ta bị bao cổ đến hô hấp không thông miệng lắp bắp gọi thiếu phong anh ta gằng từng chữ cô dám nói với hạ phi tôi bám váy cô cô không sợ mất mặt nhưng tôi sợ hạ nõn cố giải thích em không nói hết hạ phi cô ta nói dối thiếu phong đinh ninh hạ phi ngu ngốc như thế sao có thể nói dối chứ trong lòng anh ta ai oán trách hạ noãn nếu cô không phải trưởng nữ thì tôi cũng không chọn cô đâu giờ còn dám phá hoại hình tượng của tôi trong lòng cô ấy nước mắt hạ noãn bắt đầu rơi xuống giọng nói run rẩy em thật sự không nói em xin thề sắc mặt thiếu phong u tối im lặng suy nghĩ thật sự là hạ phi đang nói dối tại sao lẽ nào lẽ nào cô ấy không quên được mình nên mới cố ý chia rẽ mình và hạ noãn anh ta lạnh lùng thẳng thừng đẩy ngã hạ noãn thốt ra lời như dao cắt lần này tha cho cô quản cái mùng mình cho tốt sau đó anh ta quay lưng bỏ đi hạ noãn ho khan khụ 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 hà mẫn lo lắng hỏi noãn noãn con và mộ thiếu gia sao thế hạ noãn bị người mình yêu tàn nhẫn đối xử nói là hạ phi cô ta nói xấu con trước mặt thiếu phong chia rẽ quan hệ của chúng con hà mẫn tức giận quay lại trách xem con gái ngoan của ông làm gì noãn noãn đi cô ta có thể đính hôn với thất gia mộ gia chẳng phải nhờ tôi hết sao kết quả còn lấy oán báo ơn rốt cuộc bao giờ ông mới đi đòi nó 50 vạn tệ đó hạ viêm sợ hãi trước khí thế của bà xã miệng lắp bắp nói tôi đi tôi đi ngay hạ viêm đứng chờ hạ phi trước cửa ông có chút giật mình khi cô xuất hiện ba ba tìm con ông ấy bối rối hỏi ừm phi phi à thất ra có cho con tiền không cô không nghĩ sâu xa đáp không ạ à, ba hỏi cái này làm gì ông ngập ngừng ba nhưng trong thâm tâm đắn đo mình sao có thể bảo phi phi xin tiền mộ thất ra chứ nếu mình thật sự lấy 50 vạn này thì sau này trả kiểu gì ông quyết định không nói ra ba chỉ muốn biết mộ thất ra có làm khó con hay không thôi cô lắc đầu đáp không cô nói ba sao ba rõ ràng biết mộ ngự lâm bị tàn tật mà còn đồng ý cho con gả thay chẳng người cha nào nỡ làm thế với con mình ông đau khổ tự trách là ba vô dụng con muốn hận thì cứ hận ba đi nhưng con thật sự không thể gả cho mộ thiếu phong cô cắn chặt môi nghe điều đó cô tức giận chất vấn tại sao vì hạ nõn thích anh ta vì con dễ bắt nạt hơn ông khẩn trương định giải thích không không phải đâu thật ra là vì nói được một nửa ông im lặng cô nóng lòng muốn biết là vì gì ông cố giữ chuyện này trong lòng với sức ép từ hạ phi ông buộc nói ra vì chị con mang thai rồi hạ phi giữ người như xét đánh ngang tai chưa kịp lốt thông tin hạ phi sắc mặt tái nhợt đi không tin những gì mình vừa nghe cô hỏi lại ý ba là chị ta mang thai con của mộ thiếu phong hạ mẫn hạ tầm mắt quay đi nói Chuyện xấu thì không kể ra, ngoài ra ba cũng không còn cách nào khác, con bé mang thai con của mộ thiếu phong rồi, sao có thể gả cho thất gia chứ. Vậy nên mới để con đi gả thay, ông do dự nói, hơn nữa vốn dĩ con cũng phải gả cho mộ thất gia, Hạ Phi có chút bàng hoàng. Đợi đã vốn dĩ con cũng phải gả cho mộ thất gia là sao? Người đính hôn với mộ thất gia từ nhỏ chẳng phải là Hạ Noãn sao? Ông ấy khựng lại khi thấy phản ứng của cô, ông cười trừ nói. Đúng là Hạ Noãn, ý ba là con vốn dĩ cũng phải gả cho mộ thiếu phong giờ gả cho mộ thất gia cũng đều là gả và mộ ra mà cô khó chịu hừ lạnh một tiếng ai thèm gả và mộ ra chứ con chỉ muốn gả cho người con yêu còn mộ ngự lâm con sẽ tìm cơ hội rời xa anh ta chẳng còn chuyện gì hạ mẫn đành rời đi ba cũng phải đi rồi hai người họ còn đang đợi ba cô dặn dò ba giữ gìn sức khỏe một chiếc xe màu đen đang đậu trước tòa nhà chờ ai đó hạ phi đẩy chiếc xe lăn dừng lại cô tung tăng vẫy chào ngự lâm tôi phải đến trường giải quyết vụ luận văn tốt nghiệp đây hôm nay xin nghỉ không về với anh nữa chợt anh lên tiếng lên xe làm cô khựng lại cô vốn dĩ không muốn làm phiền người khác nên từ chối anh không cần đưa tôi đâu không thuận đường anh đáp lại ai nói tôi muốn đưa cô lát tôi phải đến công ty chi nhánh thị sát vừa hay đi qua cổng trường cô trong đầu của cô đầy dấu chấm hỏi có lịch trình này sao sao tôi không biết lục hoành liếc nhìn mộ ngự lâm lục hoành lên tiếng nói hộ ó tối qua mộ tổng mới quyết định cô không nghĩ nhiều mở cửa bước lên xe ồ vậy được thôi sau vài phút di chuyển cũng đã đến trường nơi của ánh sáng tri thức các sinh viên ra vào tấp nập Hạ Phi bước xuống nói, vậy tôi về trường đây. Cảm ơn anh cho tôi đi nhờ. Từ đằng xa một cô gái tóc vàng vẫy tay gọi Hạ Phi, cả hai sau đó cười nói đi vào. Bên trong xe mộ Ngự Lâm lên tiếng nói, tháng này tăng một nghìn tệ tiền thưởng. Lục Hoành nhìn qua kính chiếu hậu trong xe quan sát biểu cảm của anh. Lục Hoành cố tình nói cảm ơn tổng tài. Cơ mà ngài không đi giúp Hạ Phi tiểu thư sao? Luận văn của cô ấy hình như gặp chút vấn đề. Ngự Lâm quay sang hỏi, cậu nghĩ tôi sẽ giúp cô ấy? Lục Hoành đáp, tôi thấy ngài đối với cô ấy rất khác nếu ngài cần tôi đi xử lý thì tôi sẽ gọi điện cho hiệu trưởng đôi môi anh mấp máy gọi lục hoành anh lên tiếng cảnh cáo đừng quên quy tắc cơ thể lục hoành liền cứng đờ không dám ho hen thêm câu nào trước sức ép lạnh lùng của ngự lâm tiêu rồi cô gái này đã phá vỡ quá nhiều nguyên tắc khiến mình quên mất không được thăm dò nội tâm tổng tài lục hoành biết lỗi quay xuống nhận lỗi tôi sai rồi anh không phải mấy tên hẹp hòi nhắc nhở không có lần sau lục hoành bỗng chìa điện thoại ra trình bày mộ tổng lúc nãy tôn thiếu gia mới gửi tin cho số của đặng đế tư hắn nói chỉ cần ly hôn với Hạ Phi hắn tình nguyện bỏ ra 200 vạn, anh cầm lấy xem tin nhắn thắc mắc 200 vạn sao. Trên màn hình là đoạn tin nhắn, Tôn Thiếu nhắn, ly hôn với Hạ Phi tôi cho cậu 200 vạn, ngựa lâm mắng đồ nghèo, 2.000 vạn còn tạm được kèm theo hình sửa tích cơ lẻ lưỡi. Trong khuôn viên của trường đại học nơi mà Hạ Phi đang theo học, hiểu hiểu trêu chọc, lâu rồi không gặp cậu thành phú bà rồi, cơ mà ăn nào là tôm hùm tổ yến. Thành thật đi, có phải mộ thiếu phong mua cho cậu không? Khi nghe đến chuyện đó Hạ Phi máu lại dâng trào, đừng nhắc đến hắn nữa tớ chia tay với tên khốn ngoại tình đó lâu rồi cậu đoán xem tiểu tam là ai hiểu hiểu giật mình hét toáng đừng nói với tớ là bà chị bạch liên hoa của cậu nhé cô giật mình hỏi sao cậu biết hiểu hiểu tự hào nói còn phải đoán sao tục ngữ nói hay lắm phòng trộm phòng cướp phòng bạn thân tớ là bạn thân nhất của cậu tất nhiên sẽ không đi quyến rũ mộ thiếu phong rồi vậy chỉ còn lại chị cậu thôi hạ phi vui vẻ khen thông minh lắm xoa đầu nào hiểu hiểu thắc mắc vậy giờ cậu không đi đánh tiểu tam mà về trường làm gì Cô thở dài trả lời, "Hay chẳng phải vì chuyện luận văn tốt nghiệp sao? Tớ sửa đến nổ não rồi mà vẫn chưa qua vậy nên mới đến tìm hiệu trưởng nói lý. Hiểu hiểu bức xúc bực thật đấy, luận văn của Tôn Dung lớp chúng ta viết vớ vẫn như thế mà cũng cho qua, cậu viết tốt như vậy mà sao không cho qua?" Bà đó chắc chắn nhắm vào cậu rồi, Hiểu Hiểu phụng phịu kéo tay Hạ Phi đi, "Tớ đi tìm hiệu trưởng cùng cậu." Hạ Phi níu giữ, "Đợi đã cậu nói luận văn của Tôn Dung được qua rồi." Hiểu Hiểu giải thích ừ cô ta khoe khoang mấy ngày liền cứ như sợ người khác không biết ấy, trong đầu Hạ Phi bỗng nảy ý tưởng tớ có cách rồi hiểu hiểu cậu mau gửi luận văn của cậu ta cho tớ một lúc sau hạ phi đến trước văn phòng hiệu trưởng gõ cửa cộc cộc âm thanh vang ra vào đi cô mở cửa bước vào cất tiếng chào hiệu trưởng tôn lão hiệu trưởng ngờ vực hỏi em là bên ngoài cô thân thiện giới thiệu em là bạn học cùng lớp với tôn dung học sinh của lớp kinh tế hai hạ phi lão ta đứng dậy đi đến thì ra là bạn học của dung dung à ngồi đi lão thắc mắc em tìm tôi có chuyện gì sao cô trình bày hiệu trưởng em giao luận văn của em cho mộ giáo sư sửa mười mấy lần rồi vẫn chưa qua em thấy mình viết cũng không tệ lão tỏ ra đã hiểu nói vậy à chuyện luận văn là giáo viên từng lớp phụ trách chứ tôi không quản có điều bên dưới bàn tay của lão mon men định chạm vào hạ phi lên tiếng nói tôi có thể phá lệ cho em cô phát hiện nhanh chóng né tránh khiến tay lão vồ lấy không khí cô vui vẻ nói hiệu trưởng em nghi ngờ mộ giáo sư lấy công báo thủ tư cô ý nhắm vào em nếu đồn ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nhỉ mặt lão biến sắc lời nói chẳng mấy vui mộ giáo sư trước giờ nghiêm túc trách nhiệm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ cô đứng dậy đề nghị nếu thầy không tin thì thầy có thể tự xem, nếu thầy cũng thấy bài luận văn của em không tốt thì em cam nguyện chịu phạt. Bên ngoài lão đạo mạo đàng hoàng nói được thôi tôi đi xem với em, bên trong là một tên biến thái đáng chết he he viết tốt hay không chẳng phải do tôi quyết sao. Đến lúc đó xem cô có xin tôi giúp không, tại hội trường các sinh viên đang trao đổi sôi nổi. Hiểu hiểu ở một góc hít một hơi thật sâu, cô thông báo khiến các sinh viên bất ngờ chú ý. Hiệu trưởng tới rồi mọi người chuẩn bị nào, lão hiệu trưởng bước vào trước tình hình này có chút thắc mắc, các em tụ tập ở đây làm gì. Hiểu hiểu nhanh nhẹn bảo bọn em đến tìm mộ giáo sư nếu hiệu trưởng bận thì mời, khi Hạ Phi đi lướt qua, cô đưa tay nhận lấy tài liệu nhỏ giọng nói, đợi tin tốt của tớ, lão hiệu trưởng đứng trước người phụ nữ hỏi mộ giáo sư có rảnh không. Mộ Miên Miên đứng dậy nói hiệu trưởng sao thầy lại đến đây, trong lời Hạ Phi nói mang ý tứ tất nhiên là có chuyện cần hỏi cô rồi. Mộ Miên Miên tức giận đập bàn đứng dậy quát Hạ Phi, lão hiệu trưởng ho khụ khụ hai tiếng sau đó nghiêm chỉnh nói mộ giáo sư Hạ Phi nói cô chấm luận văn không công bằng. Cô ý nhắm vào em ấy chuyện này là thật sao? cô ta thản nhiên phủ nhận tất nhiên là không cô ta bước lên cô ta phân minh chỉ là một vài học sinh phẩm hạnh bất chính nên mới biên ra chuyện nực cười như vậy hạ phi im lặng nở nụ cười như đang nghe chuyện hay từ miệng cô ta nói hạ phi vốn đã tính toán cô đưa đến lão hiệu trưởng sấp tài liệu nói vậy thì phiền hiệu trưởng xem thử luận văn của em lão lật soạt soạt từng trang giấy sau một lúc lão tức giận ném đóng tài liệu chất vấn viết cái gì thế này lão mắn vớ va vớ vẩn em viết thế này mà còn có mặt mũi nói là mộ giáo sư cố ý làm khó em cô giả ngây thơ hỏi luận văn của em thật sự kém làm sao vậy hiệu trưởng xem văn ưu tú mộ giáo sư mới cho qua lão nhìn chằm chằm tiếp theo đưa tay cầm lấy gương mặt lão phấn chấn hơn hẳn lúc nãy đánh giá bài này viết rất tốt luận cứ rõ ràng luận điểm dễ hiểu có lý luận có dẫn chứng tích cực đúng như mong muốn cô hài lòng mỉm cười tiếp đó cô cúi người nhặt lên sấp tài liệu khi nãy chợt cô thốt lên a cô nở nụ cười giải thích ai ra ngại quá hiệu trưởng hình như em nhầm mất rồi bản trên tay thầy mới là của em còn bản này Lão nghe cô nói như thế nhìn lại dưới góc bên phải quả thật là tên Hạ Phi, cô vui vẻ dơ luận văn nói hình như là bản của con gái thầy Tôn Dung thì phải. Mộ Miên Miên mặt tối sầm, Hạ Phi cà khịa nói hiệu trưởng không hổ là công bằng không vì quan hệ cá nhân mà phán định luận văn, lão bối rối định bịt miệng cô. Hạ Phi à luận văn của em sẽ được qua, lão đưa ra đề nghị chỉ cần em giữ bí mật chuyện hôm nay, thầy sẽ đề cử em đến công ty lớn để thực tập, thực tập xong thì chuyển chính luôn. Cô xoay lưng tiến về phía cửa, cô dừng lại nhìn lão mà gọi một tiếng hiệu trưởng, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa vặn xuống tiếp theo hàng loạt bước chân lũ lượt đi vào thì ra cô sớm sắp đặt để các sinh viên đứng bên ngoài chứng kiến thầy mới nói gì vậy em chưa nghe rõ thầy nói lại lần nữa được không ạ à? mặt lão toát mồ hôi lắp bắp nói thầy thầy nói luận văn của em qua rồi luận văn của tôn dung phải về viết lại cô mừng rỡ vui tích cả mắt hiệu trưởng thầy xử lý chuyện công bằng công chứng không đổi trắng thay đen đúng là tấm gương cho mọi người trong trường em sùng bái thầy quá đi ánh mắt cô mang thâm ý nói người chính trực như thầy chắc sẽ không bao che cho hành vi của mộ giáo sư nhỉ mộ miên miên định gọi hiệu trưởng giải thích thì bị lão ta quay qua trách móc mộ giáo sư cô bị đình chức thẩm tra lương đãi ngộ không thay đổi những cái khác đợi có kết quả rồi xử lý sau cô ta cúi đầu hối lỗi tôi hiểu nỗi khổ của thầy tôi sẽ phối hợp điều tra bàn tay siết đè nén cơn tức giận bên trong cô ta lộ ra bộ mặt thật chết tiệt nếu không phải mộ thiếu phong nhờ mình đừng để hạ phi tốt nghiệp sao mình phải tự rước họa vào thân chứ giờ mất hết danh dự rồi bên đây lão hiệu trưởng lách người qua đám sinh viên bảo chúng tàn hết đi tàn đi sinh viên lũ lượt đi cùng hạ phi rời đi lời bàn tán không ngừng hạ phi cậu giỏi quá giúp bọn tớ hả giận bà phù thủy đó bình thường lạnh lùng khinh người hôm nay cuối cùng cũng chịu quả báo rồi lão ta một mình đứng đó gọi điện một lát sau tôn dung hớt hãi chạy vào gọi ba cô thở hồn hển hỏi có chuyện gì vậy con nghe nói hạ phi lời chưa nói hết cô bị lão đánh bốp vào mặt và móng đừng gọi tao là ba sao tao lại đẻ ra đứa con như mày chứ cút về viết lại luận văn ngay lão mắn xong đùng đùng tức giận bỏ đi để cô ôm mặt đau đớn gương mặt bị đánh đến ửng đỏ trong lòng phẫn uất hừ lạnh cô nhìn phía dưới các sinh viên đang vui vẻ vây quanh hạ phi hạ phi vui vẻ với mọi người cùng những lời tán dương phi phi cậu giỏi quá phải đi ăn mừng mới được tôn dung thấy cảnh đó nỗi đố kỵ dâng trào hạ phi tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng